Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một chút cái màn hình của tôi một chút thôi, sau đó tôi sẽ nhường lại màn hình cho cô Thư này. Mà là tôi một chút nhé, tôi đang nghe. Đi chú chẳng một chút, đợi một chút nhé. Tôi đang kéo ra cái mình này, tôi không, tôi chưa kéo được. Rồi. Rồi, thì đây tôi nói, nhưng mà tôi xin phép được trình bày trước khoảng 5, 5 phút thôi nhé. Tức là chúng ta đang ở trong kia. Bạn để tôi một cái kẹo thôi, quên mất là cái này. Là cái chương trình giáo dục tin học của chúng ta đấy, cái phần mềm Escape nó nằm ở trong tổng thể của chương trình tin học giáo dục phổ thông 2018, là cái chương trình mà là cái định hướng là yêu cầu là tạo tạo ra được các sản phẩm số và multimedia, là tạo chỉnh chung là tôi mô tả chung là tạo ra các cái sản phẩm số. Multimedia để chúng ta hình dung nhé. Mà cái chương trình này là các học sinh là được học suốt từ lớp 3 đến lớp 12 chứ không phải chỉ là lớp 10 nhé. Lớp 3 các con đã bắt đầu học dùng phần mềm Paint để vẽ những hình đơn giản rồi. Thì để cho tôi cho các bạn hình dung nhé. Như vậy là cái chương trình mà tạo ra cái sản phẩm số Multimedia là một trong cái ứng dụng, là một trong những cái định hướng cho cái định hướng ứng dụng ICT nhé, của cái chương trình tin học giáo dục phổ thông mới. Thì sản phẩm số chúng ta có thể hình dung nó chia làm như này, nó chia làm các loại như là hình ảnh này, ảnh nhé, hình ảnh nhé, hay là các cái âm thanh này, hay là nữa là phim này, hay là hoạt hình nhé, phim này, hoạt hình nhé. Thì đích của những cái này là học sinh tạo ra được cái sản phẩm số, dùng ứng dụng, dùng các phần mềm để tạo ra được các cái tệp hình ảnh, các cái tệp âm thanh, là tạo ra được cái phim và chỉnh sửa phim. Đấy, khái đó là tổng thể là như vậy nhé. Thì chúng ta cái phần mà chúng ta sẽ được học ở đây là chính là cái phần liên quan đến hình ảnh, được chưa? Hình ảnh thì có thể chia làm, mà nôm na tôi chia làm hai loại, một loại là ảnh 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 vector, đúng không? Ảnh vector, và hai là ảnh bitmap. Lát nữa là cô Thư cho nó kỹ hơn, nhưng mà đại khái nôm na là ảnh bitmap là cái ảnh mà chúng ta nhìn thấy là tập hợp nên là được hình thành bởi các cái điểm ảnh, mỗi điểm ảnh nó là một cái pixel chẳng hạn, một cái điểm ảnh như vậy. Thì còn ảnh vector thì không phải, ảnh vector thì không phải được tạo ra bởi các cái điểm ảnh, mà tạo ra bởi các cái hình, các cái phương trình toán học. Đấy, ví dụ như hình tròn, hình ellipse, rồi hình vuông, nó là các phương trình toán học, và có thêm các cái thông tin về màu sắc nữa ở trong đó. Thì cái ảnh vector như vậy là nó là cái em, nó khác hẳn với ảnh ảnh bitmap. Như vậy các phần mềm xử lý ảnh vector và ảnh bitmap là nó khác hoàn toàn, là nó khác hẳn nhau. Đây là hai cái môi trường khác hẳn nhau, mặc dù nó đều là hình ảnh cả. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì cho ảnh bitmap thì tôi nói thêm một chút, bitmap có thể tạm thời chia làm, ứng dụng của bitmap chia làm hai loại. Một loại là dùng các phần mềm dùng để vẽ hình. Ví dụ như các như là, ví dụ như là phần mềm Paint chẳng hạn, rất rất nổi tiếng của Microsoft. Đấy, thì học sinh lớp 3 là có học cái phần mềm Paint này. Đấy. Còn loại thứ hai là các phần mềm liên quan đến xử lý ảnh. Xử lý ảnh. Thì xử lý ảnh là một cái, là một ngành công nghiệp chứ nó rất rất là phát triển. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ xử lý ảnh để chúng ta chỉnh sửa các cái ảnh cũ này, chúng ta tạo ra cái ảnh chụp ảnh, các cái họa sĩ, các cái người mà chụp ảnh, thợ chụp ảnh, họ sẽ chụp cái ảnh của họ,
họ sẽ chỉnh chỉnh sửa lại một chút trên phần mềm để tạo ra những hình ảnh rất là đẹp, rất là lý tưởng. Thì như vậy là cái xử lý ảnh nó làm cả một thế giới rất là rộng lớn. Trong xử lý ảnh này thì có thể mô tả một số phần mềm rất nổi tiếng, ví dụ như phần mềm là Photoshop chẳng hạn. Và chúng ta cũng sẽ được học cái xử lý ảnh ở trong lớp 11 là cái ví dụ là phần mềm Photoshop nhé. Photoshop là phần mềm rất nổi tiếng xử lý ảnh. Nhưng mà Photoshop là phần mềm mà có bản quyền. Còn chúng ta sẽ được học cái phần mềm là phần mềm Gimp, phần mềm xử lý ảnh rất nổi tiếng nhưng mà là miễn phí và mã nguồn mở. Về ảnh vector thì có rất nhiều phần mềm khác nhau, ví dụ như phần mềm Corel Draw hay phần mềm Adobe Illustrator, nhưng mà chúng tôi đưa vào cái sách giáo khoa là cái phần mềm Inkscape, là phần mềm rất là cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà nó là mã nguồn mở và nó phần mềm miễn phí. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ được cô Thư sẽ là người viết sách giáo khoa ở cái phần này, có 8 tiết thôi, rất là ngắn. Có 4 bài thôi nhưng mà học sinh có thể học được rất là nhiều. Các bạn chú ý mà ý tức là gì, cái chương trình của chúng ta lần này này nó khác với cái chương trình tin học ngày xưa. Chương trình tin học ngày xưa cũng học phần mềm ứng dụng rất là nhiều, nhưng ngày xưa thì tập trung vào học các cái công cụ của ứng dụng đó, các chức năng của phần mềm là chính, chứ không không đặt cái mục đích là cái yêu cầu là phải làm ra một cái sản phẩm số như thế nào đó. Còn chương trình mới của chúng ta là mới ở đây này, các bạn, chương trình mới của chúng ta là định hướng năng lực, định hướng phẩm chất, cho nên là cái mọi cái học ứng dụng thì đích của nó là học sinh phải làm ra được cái sản phẩm cụ thể. Thì với phần mềm Inkscape là học sinh phải tạo ra được những cái tạo ra được các sản phẩm số là những cái bức ảnh đẹp, các cái đồ đồ họa thiết kế đẹp đấy. Nhưng mục đích của chúng ta như vậy là có thấy nó khác ngày xưa nhé. Ngày xưa là học sinh chỉ có thạo phần mềm, coi như là thạo phần mềm, thạo công cụ là có thể là được điểm cao, nhưng bây giờ thì không, bây giờ là họ phải làm nên được cái sản phẩm phải đủ đẹp, giáo viên là phải chấm được cái ảnh đó đẹp thì bây giờ mới được gọi là học sinh là qua được cái phần này. Được rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày xong cái rất ngắn gọn cái phần phần của tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần của bạn Thư. Thế bây giờ Thư 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 bắt đầu vừa ấy đi Thư ơi. Thư chia sẻ màn hình đi và Thư sẽ bắt đầu trình bày phần của mình nhé. Thư ơi. Dạ vâng ạ. Các thầy cô, thầy và các thầy cô đã nghe thấy em nói chưa ạ? Alo. Âm thanh nhỏ quá cô Thư ơi. Nghe thấy rồi ạ. Thế rồi nhưng giọng cô hơi nhỏ ạ. To lên một chút đi bé. Được. Âm thanh của cô Thư nhỏ quá. Thế này là được chưa ạ? Vẫn nhỏ ạ. Nhỏ. Thế đã khá hơn chưa ạ? Đã để lên đến 100% từ đây. Vẫn như vậy cô ạ, chưa thấy to hơn đâu. Bây giờ Thư Thư chia sẻ màn hình Nhỏ của quá Thư cô Thư ơi. ơi. Dạ vâng. Chia sẻ để mình căn chỉnh, vì là hiện nay tôi đang quay video trên màn hình của tôi, cho nên tôi muốn Thư Thư chia sẻ màn hình nên tôi để tôi kiểm tra xem trên màn hình của tôi cũng có rõ không, nhìn có rõ không cái màn hình của Thư. Thì đã nhìn rõ về cái phần đấy chưa? Cô Hương nó nhỏ quá em không nghe được luôn á. Đấy, nhưng mà là tôi đang nhìn thấy mình của Thư rồi nhé, các bạn quan sát nhé. Thư trình bày đi Thư, cố gắng nó to hơn chút không em? Dạ, để em xem có cái nào để cài đặt cho nó to lên được. Em vào cái chức năng cái loa của em ấy. Em Hiện cho nay nó là tôi to vẫn lên nghe được rõ nhưng mà đúng đúng là hơi nhỏ một chút. Nhưng không sao đâu, bắt đi. cô bật loa hệ thống lên cô ơi, cô bật loa ngoài nó vậy đó cô. Anh ơi Bật loa ngoài nó ồn quá. ở loa ngoài nó Loa hơi ngoài ồn ồn. thôi. À, đây mọi Các người thầy cô đeo tai nghe vào thì không, sẽ nghe rõ hơn hôm nay đúng tôi rồi, nghe tôi bật Thư rất là rõ rồi, các bạn im lặng là nghe được hết nhé. mình Mọi đeo người tai chú nghe ý. thấy nói rất to rồi đấy. Rồi. Thế thì bây giờ mình xin bắt đầu cái nội dung nhé. Thì để cho nó dễ thì mình muốn biết được cái nội dung là
trong các cái mình sẽ điểm qua lại các nội dung ở trong cái phần Inkscape này. Thì trong cái bài thứ nhất là chúng ta có thiết kế đồ họa, và tức là giới thiệu cái sự phân biệt nhau giữa cái ảnh vector và ảnh bitmap. Thì cái đấy chắc là các thầy cô đều rõ rồi đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cũng sẽ có khá là nhiều ví dụ rồi. Thì trong cái bài thứ nhất em sẽ điểm qua lần lượt các cái bài như trong chương trình học để dễ dàng làm ví dụ minh họa cũng như làm giải đáp với các cái câu hỏi của các thầy cô. Thì ở đây là bài, trong bài thứ nhất là chúng ta sẽ gần như là chưa thực hành gì nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ quan sát trên cái màn hình Inkscape, thì ta thấy là nó có những cái gì. Cái khu vực hộp công cụ là phía bên tay phải, bên tay trái màn hình đúng không ạ? Thì trong cái bài đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng đến cái công cụ vẽ hình tròn này. Ở đây thì chúng ta sẽ chú ý là khi mà vẽ thì các thầy cô đang nhìn thấy rằng là ở trên màn hình là không hiện ra cái gì đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có cần phải chú ý là trong cái trường hợp này là cái màn màu tô và màu vẽ là đều không có. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành tô màu tô và màu vẽ thì cái màu thì cái hình tròn mình vừa vẽ nó mới lên màu. Ở đây thì chúng ta có thể chọn nhanh trên cái bảng màu ở phía đằng dưới. Đấy. Bấm vào cái màu nào ở trên cái bảng màu phía đằng dưới thì cái hình nó sẽ chuyển sang cái màu đấy luôn. Thì đây mới chỉ là chúng ta mới chỉ sử dụng cái màu tô mà thôi. Nghĩa là mới là cái phần ở trong lòng của cái hình tròn. Thế còn đối với cả cái màu vẽ thì chúng ta cũng có thể tô nhanh được bằng cách là chúng ta giữ phím shift này, và chúng ta nháy vào cái màu mà chúng ta muốn chọn. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ chọn cái màu tím hồng này chẳng hạn, thì mình sẽ giữ phím shift và mình nháy vào cái màu đấy. Thì các thầy cô nhìn thấy là trên cái hình tròn này là nó lên cái màu vẽ ở đằng ngoài, đúng chưa ạ? Thì đấy là cái công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái bài thứ nhất, là có cái đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ hình tròn này. Thì khi mà vẽ thì các thầy cô sẽ thấy là gì? Là với một cái hình mà đã tô màu trước đó thì cái hình đằng sau ấy nó sẽ có cái cách tô màu đúng như cái màu phía trước. Thế còn nếu như chúng ta muốn đổi nó đi thì chúng ta sẽ phải thay đổi ở trên, tức là chúng ta sẽ phải thiết lập lại. Ở trên cái bảng màu này thì nó có cái dấu x ở phía ngoài, các thầy cô chú ý. Cái dấu x này sẽ để cho chúng ta bỏ cái màu đấy đi. Ví dụ như là khi mình muốn bỏ màu tô. Khi mà chúng ta muốn bỏ cái màu tô ấy là chúng ta sẽ cô Thư như mất tiếng rồi, sao cô Thư ạ? Mọi người vừa có nghe thì cái đoạn vừa rồi không? Không ạ, mà bị mất một đoạn. Thì à, đợt cái đoạn vừa rồi là mình vừa mới minh họa về việc rằng là cái dấu x này là cái dấu tương ứng với việc bỏ màu. Thì khi mà chúng ta đang chọn một cái đối tượng, ta đang chọn đối tượng này chẳng hạn, thì khi mà chúng ta cũng chú ý luôn cái điểm này, trong cái Inkscape thì mỗi cái lúc mà chúng ta vẽ nó sẽ tương ứng với một đối tượng như này. Chúng ta chọn cái đối tượng nào thì quanh cái đối tượng đấy nó sẽ có cái hình bao và các cái mũi tên. Đây là chúng ta chỉ chọn cái đối tượng này mà thôi. Nếu như mà chúng ta muốn chọn thêm một đối tượng khác thì chúng ta có thể giữ phím shift. Cái phím shift là một phím rất hay được sử dụng khi mà chúng ta sử dụng Inkscape. Thì chúng ta giữ phím shift và chúng ta nhảy chuột vào cái đối tượng mà chúng ta muốn chọn thêm. Thế còn nếu không thì chúng ta cũng có thể giữ chuột và chúng ta kéo chọn qua cái ô như này. Thì chỉ có những cái đối tượng nào mà nằm trọn vẹn trong cái khung mà chúng ta vừa mới kéo ấy thì nó được chọn mà thôi. Thì ở đây là có hai cái hình này. Thế còn hai cái hình đằng trên là nó chỉ chớm vào chứ nó không có nằm ở đằng trong thì nó sẽ không được chọn. Tất cả những cái hình nào mà chúng ta chọn ấy thì nó sẽ cùng được thực hiện cái nội dung mà chúng ta sẽ thực hiện cái đằng sau. Ví dụ như ở đây là mình sẽ thực hiện tô màu vẽ, tức là tô viền cho những hai cái hình này bằng màu đỏ chẳng hạn. Thì mình giữ phím shift và mình nháy vào cái màu đỏ. Thế còn nếu như mà chúng ta muốn bỏ cái viền màu đỏ này đi thì vẫn giữ phím shift, chúng ta nháy vào dấu x. Nó sẽ hết. Đấy. Thì đấy là cái nội dung cơ bản trong cái bài nhiệm vụ thực hành số 1. Trong cái nhiệm vụ thực hành số 2 thì chúng ta sẽ có cái vẽ cái bông hoa. Đúng không ạ? Vẽ bông hoa thì cũng
thì nó sẽ liên quan đến cái nội dung về việc là chúng ta co giãn cái hình. Cách làm ở đây là gì? Khi mà chúng ta chọn một cái hình thì như là mình vừa mới nói, ta sẽ thấy một cái hình vuông và những cái mũi tên bao xung quanh. Thế khi mà những cái mũi tên này ấy, nó ở dạng thẳng như thế này thì nó sẽ tương ứng với việc là chúng ta kéo giãn cái hình thôi. Đây, thì các thầy cô sẽ thấy ra là nếu mà muốn giúp điện con, bỏ lên này trước, muốn kéo sang ngang hay là kéo lên trên thì chúng ta cứ nháy vào cái dấu mũi tên tương ứng, giữ vào đấy, chúng ta kéo đi là xong. Thế còn nếu như mà muốn kéo tất cả hai chiều thì chúng ta sẽ nháy vào cái mũi tên ở góc. Và ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý điểm gì? Nếu như mà chúng ta muốn thay đổi một cái hình mà vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ như cũ thì các thầy cô giữ vào cái phím control và chúng ta kéo nó đi thì luôn luôn là nó tỷ lệ nó đúng bằng cái tỷ lệ của cái hình ban đầu. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất, khi mà chúng ta sử dụng là chúng ta chọn. Các thầy cô nhớ là cái công cụ này là công cụ chọn này, select này. Hoặc là nếu không thì các thầy cô có thể bấm phím tắt bằng cách là nhấn vào phím S. Nhấn vào phím S này, nó cũng sẽ tự động nó chuyển thành là công cụ chọn luôn. Thế trong cái bài này thì ngoài cái việc là nó có cái, khi mà chúng ta bấm một số lẻ lần ấy, thì cái hình được chọn nó sẽ có dạng là co giãn. Thế còn khi mà chúng ta bấm một số chẵn lần, tức là mình nháy thêm một lần nữa, thì các thầy cô thấy là nó sẽ trở thành cái dạng là quay. Thì ở đây, đây cái để quay theo một chiều nào đấy thì chúng ta sẽ nháy vào cái phím đấy, chúng ta di chuột đi là nó sẽ quay như thế này. Với một cái phép quay ấy thì nó sẽ liên quan đến cái dấu cộng hay là vị trí của tâm quay. Thì cái trong cái lớp 10 là chúng ta chưa đề cập đến cái nội dung đấy kỹ. Đến cái phần chuyên đề của lớp 11 thì nó sẽ nói thêm về cái nội dung đó. Nếu thầy cô nào có dạy chuyên đề lớp 11 thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ khác đi. Thế thầy cô thấy ạ. Cùng là phép quay nhưng mà cái kết quả nó sẽ khác nhau, phụ thuộc vào cái tâm quay của cái hình. Thế ở đây thì nó sẽ như này. Thì với bốn cái cong cong ở bốn góc, với bốn cái mũi tên cong cong ở bốn góc sẽ tương ứng với phép quay. Thế còn nếu như mà là các cái mũi tên ở chiều thẳng đứng và chiều ngang thì nó sẽ giữ nguyên cái chiều còn lại và nó sẽ dịch cái chiều phía bên này đi, nghĩa là nó sẽ là phép kéo giãn. Đấy. Thì ở đây thì hầu như là chúng ta trong cái bài 1 này chúng ta chỉ sử dụng đến cái phép quay quay thông thường mà thôi, cho nên các thầy cô không phải di chuyển tâm quay. Nhưng mà một số học sinh nếu như mà trong cái quá trình thao tác ấy mà các em nó có lỡ di chuyển tâm quay đi thì các em sẽ thấy rằng là cái kết quả nó không như là mình mong đợi, thì các thầy cô chú ý nói với các em là các em di chuyển cái tâm quay nó lại vào vị trí cũ. Thế thôi. Còn cái điểm gì trong cái bài này nữa không nhỉ? À, cái tiếp theo là cái quốc kỳ Việt Nam, đúng không ạ? Trong cái bài mà liên quan đến cái việc vẽ cái quốc kỳ thì bài này khá là đơn giản, thực hiện đúng như là các bước trong sách giáo khoa. Và chúng ta sẽ thấy rằng là thì ở đây các thầy cô sẽ thấy là ví dụ như đây chúng ta sẽ cần một chiều là 200 và một chiều là 300. Cái này đó sẽ tương ứng với cả chiều rộng và chiều cao. Thì chúng ta gọi 300 và 200 ở đây, nó sẽ ra cái hình chữ nhật có đúng tỷ lệ là 2 và 3. Sau đó chúng ta sẽ đổi cái hình này sang cái màu đỏ, đúng không ạ? Thì ở đây ngoài cái màu đỏ này nó cũng có khá là nhiều cái tông màu đỏ ở đây, các thầy cô quan sát đã chọn đỏ đây là được rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái hình ngôi sao. Thì để cho nó đơn giản ấy thì chúng ta có thể vẽ ngôi sao ở bên ngoài. Hiện giờ thì khi mà mình chọn ấy, thì nó sẽ ra cái hình này và chắc chắn nó không về hình ngôi sao rồi, bởi vì cái hình này là cái hình trước đấy mình sử dụng. Cái lần cuối cùng mình sử dụng cái công cụ sử dụng vẽ hình sao và hình đa giác là mình vẽ một cái hình như thế này. Do vậy là hiện tại nếu như muốn đổi nó thành hình sao thì các bạn thầy cô chú ý là nháy vào cái hình sao ở đây, cái dạng hình sao ở đây, đổi cái số góc của nó thành 5. Cái round ở đây là cái độ cong của cái
các thầy cô thì không phải lo, bởi vì nó lần đầu tiên mà chúng ta khởi động cái Inkscape thì nó sẽ không bị những cái vấn đề như thế. Mà chúng ta chỉ cần phải sửa lại cái corner này mà thôi, là cái số lượng góc của nó mà thôi. Đồng thời ở đây thì chúng ta sẽ sửa nó thành 0,4. Thì nó sẽ thành cái hình như thế này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tô nó thành hình vàng, tô nó thành màu vàng. Ở bên thì trái màn hình là công cụ nhé, phía trên là tập năng hỗ trợ đấy. Trong cái phần nhiệm vụ ấy thì mình có viết là chúng ta sẽ vẽ cái màu vàng này trước, nó nhỏ hơn, sau đó chúng ta sẽ vẽ cái hình này đằng sau, thì bây giờ mình sẽ thực hiện vẽ lại nó theo đúng cái các bước như thế để các thầy cô dễ nhìn. Đây, đầu tiên là vẽ một cái ngôi sao, đúng không ạ? Cái này tiếp theo là vẽ một cái hình chữ nhật, trăm nó sẽ phải nằm đằng trên cái hình sao, đúng không ạ? Sau đó tô màu đỏ, đúng không ạ? Tiếp theo là bởi vì chúng ta sẽ nói với cả học sinh ở đây là bởi vì cái hình đó, hình chữ nhật ấy, chúng ta vẽ đằng sau cho nên là nó sẽ được đặt ở gần mắt mình hơn, và để cho các em chú ý về cái việc rằng là tại sao mà lại luôn luôn phải chú ý đến cái thứ tự vẽ trong Inkscape. Nó cũng giống như là khi các bạn ấy sử dụng PowerPoint hay bất cứ một cái thứ nào khác thôi, thì cái hình nào mà gần ấy thì nó sẽ được cái hình vẽ sau nó sẽ được đặt ở đằng trên. Nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vị trí của các cái hình được bằng cách là các thầy cô nhìn thấy cái chỗ phía đằng trên này, đúng không ạ? Cái mũi tên này nghĩa là sẽ cho nó xuống dưới cùng, cái này là xuống một lớp. Tương tự thế là với cái hình trên này, thì ở đây cái hình chữ nhật nó nằm ở đằng trên, bây giờ chúng ta sẽ được để nó xuống đằng dưới. Thì tại đây thì ta sẽ thấy ra là cái ngôi sao nó đã hiện lên, hiện giờ nó vẫn còn to cho nên chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại, và ở đây thì cái ngôi sao nó đã chuẩn rồi cho nên chúng ta sẽ dẹ giữ cái phím control để cho nó đảm bảo là chúng ta sẽ không thay đổi cái kích thước của cái ngôi sao, là không thay đổi cái tỷ lệ của ngôi sao. Đặt nó vào giữa. Thế là xong. Thì đấy là cái bài thứ nhất liên quan đến cái các cái nhiệm vụ ở trong bài. Thế còn đối với phần bài tập của cái bài thứ nhất thì chúng ta sẽ có thứ nhất là vẽ một số cái quốc kỳ, đúng không ạ? Thì trong những cái hình này thì không có gì phức tạp cả. Nó đều là các hình tròn này, hình chữ nhật này, hình sao này. Đấy. Thì dạ, ra đây luôn. Đối với ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có các hình đều là các cái hình chữ nhật, đúng không ạ? Cái đầu tiên là các hình chữ nhật, cái đằng sau thì cũng là các cái hình chữ nhật. Cô cho hỏi chút xíu cô. À mình nếu mà mình cho cái hình ngôi sao vào chính giữa nhưng mà nó chưa phải là chính giữa, mình làm sao để định dạng cho nó ở chính giữa cái hình chữ nhật đó? Để cho nó dễ và học sinh nó dễ sử dụng ngay, mình cũng không phải thực hiện nhiều ấy, thì các thầy cô có thể đưa nó lên phía đằng trên này này để nó căn trên cái ruler phía đằng trên, thì các thầy cô sẽ nhìn thấy là nó sẽ nằm ở giữa, thì chúng ta không phải giới thiệu thêm các cái nội dung khác, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là mình muốn xem cái công cụ để mà chỉnh sửa ở chính giữa luôn đấy. Nó có cái alignment, nhưng mà thực ra thì cái đấy thì đây là một cái phương pháp mà các thầy cô có thể nhìn ngay và nó cũng rất là đơn giản. Đấy, cô nhìn thấy không ạ? Thì nó nằm sát với cả cái ruler thì làm như thế nó cũng đơn giản và không phải làm gì thêm nhiều. Đấy, thì đấy là đối với cả cái mấy cái nhiệm vụ. Còn đối với các bài tập thì các thầy cô nhìn trên cái nội dung ở đây thì chúng ta có thể thấy, đúng không ạ? À, ở đây ví dụ như là trong cái cờ Anh chẳng hạn ấy, phía đằng sau ấy, thì chúng ta sẽ phải chú ý là ta thấy nó có cái hình mà nó chéo chéo đi ấy, thì cái đấy chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ hình chữ nhật rồi chúng ta kéo nó giãn đi. Cô em hỏi một tí ạ. Em cũng hỏi giống như thầy vừa xong ạ. Trường hợp giả sử như mình vẽ một bông hoa mà có rất là nhiều cánh, có đến 10-20 cánh, thì mình muốn lấy một cái tâm và mình muốn có các cái đường chéo khoảng
khoảng 10-20 đường chéo để mình vẽ các bông hoa cân xứng vào đấy, mình làm cho nó đẹp ấy. Thì có cách nào để cân hay là vẽ một cái có thể kéo được cái thước ra không ạ? Hay là phải gióng vào như này ạ? Cái đấy thì thực ra mà nói là nó cũng sẽ được giới thiệu trong cái bài phía đằng lớp 11. Thì nó cũng có công cụ, nhưng mà ở đây thì trong cái bài lớp 10 và thêm nữa là ta chỉ học ngắn thôi ý. Cho nên là mình không có đưa cái phần đấy vào. Bởi vì là cái đấy thì chúng ta trong cái lớp 11 ấy, thì chúng ta sẽ học cái công cụ hộp công cụ transform đằng trên này này. Thì chúng ta sẽ điều khiển được một cách chi tiết là mỗi cái cánh ấy, nó sẽ quay đi bao nhiêu độ. Thì ta hoàn toàn có thể thực hiện được cái việc đó. Vâng, nhưng mà ngay ở bài bài đầu tiên thì cũng có cái hình, cái phần thực hành về cái bông hoa màu vàng, và có ở đây cũng có khá là nhiều cánh ạ. Đúng rồi. Phần đấy là để cho học sinh chỉnh tay ạ. Đúng rồi, thì cái phần đấy để cho học sinh chỉnh tay thôi, bởi vì mình không có muốn là giới thiệu nhiều những cái nội dung ở trong bài thứ nhất. Cái khi mà chúng ta giới thiệu mỗi một cái nội dung để mà thực hành cái cụ thể thì ta sẽ phải đưa một cái phần đấy vào trong phần lý thuyết, và chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho cái việc giới thiệu cái phần đấy. Thì ngoài ra ấy, thì thực ra là để các em học sinh ấy nó điều khiển được những cái việc đấy không phải là dễ lắm. Tức là chúng ta mình hướng dẫn thử cho các bạn khác ấy thì cũng phải hướng dẫn đến 10-15 phút thì các bạn mới có thể thực hiện được một cách gọi là thành thục những cái thao tác như vậy. Cho nên nếu như mà cái cánh của cái bông hoa ấy nó có không được tròn, không được đẹp ấy, thì chúng ta cũng chấp nhận rằng là như vậy thì cái bông hoa trông nó cũng khá là giống bông hoa rồi. Thế còn một cách chính xác, một cách cân đối ấy, thì nó sẽ có những cái công cụ khác, và chắc chắn là nó sẽ điều khiển được cái cánh của bông hoa nó đều nhau, rồi nó làm được nhiều việc phức tạp khác. Nhưng như thế thì sẽ tốn nhiều thời gian để dạy lý thuyết cho các em hơn, và không phải là em nào thì cũng làm được. Cho nên là ở trong cái bài 1 này thì chúng ta chỉ sử dụng những cái kỹ năng gọi là đơn giản nhất, mà hầu như là chỉ cần nói một cái là các em sẽ làm được ngay. Thế thì cái bông hoa ấy, có ví dụ như là các em có thể là giảm bớt cái số lượng cánh đi, hay là các cái cánh của cái bông hoa nó không được đều nhau thì cũng được, không sao cả. Các em cô hiểu không ạ? Vì ở đây kể cả ví dụ như với cái nội dung này ấy, thì dạy lý thuyết ấy ta cũng đã khá tốn thời gian rồi, cho nên là ban biên tập và viết sách cũng đã phải cắt rất là nhiều những cái nội dung đi để không để những cái thêm những cái nội dung đấy vào trong sách. Về cơ bản như thế là hết cái nội dung cho cái bài 1. Ngoài ra các thầy cô còn câu hỏi gì được không ạ? Cô ơi, em muốn hỏi cái ngôi sao mà nó có cái hình viền trắng ấy, làm nào để bỏ ngoài đi nhỉ? Cái viền trắng thì đó mình vừa mới nói lúc này ấy, là bạn giữ vào cái phím shift này và nháy vào cái dấu x ở trên cái bảng màu ở phía dưới này. Cho mình hỏi là cái mình có làm trên máy là cái cờ cái màu vàng, cái ngôi sao màu vàng là nó bị ẩn đằng sau cái lá cờ ấy cô. Giờ, nãy thì mình nghe không rõ. Bây giờ mình làm sao để cho nó nổi lên nè. Thì đó, ví dụ như là ở đây ấy, là cái ngôi sao nó đằng sau cái lá cờ này, bởi vì cái lá cờ mình vẽ đằng sau, cho nên là cái ngôi sao là cái lá cờ nó sẽ phủ lên cái ngôi sao. Do vậy là mình sẽ chọn vào cái lá cờ, tức là mình nháy chuột vào cái lá cờ như thế này, và mình đưa nó sang cái lớp đằng sau bằng cách là mình ấn vào cái hình vẽ ở đây, thì cái ngôi sao nó sẽ hiện lên đằng trước. Được chưa ạ? Những cái nội dung này thì thực ra là đều đã viết rất là kỹ ở trong các cái bước thực hiện. Nên các thầy cô chú ý đọc kỹ một chút thì sẽ làm, hầu như là sẽ làm được. Bởi vì tất cả các cái luyện tập này thì mình cũng đã có đưa cho các người lớn thực hiện thử, cũng như là một số các bạn cấp 2, các bạn ấy thực hiện thử. Cho nên là hầu như các bạn đều sẽ thực hiện được. Các thầy cô cứ hỏi thôi. Nhưng mà trong cái quá trình mà thực hiện, nếu như mà có vấn đề gì khó ấy, thì các thầy cô đọc kỹ lại từng bước. Vì trong cái thằng Inkscape này, cũng như kể cả như thằng Gim, thì đôi khi ấy, là phải thay đổi một chút trong thứ tự thực hiện các bước, nó sẽ ảnh hưởng khá là lớn đến cái kết quả mà chúng ta thu được. Cho nên chúng ta chú ý cái điểm đấy. Thì bài 1 là bài đơn giản nhất, và chúng ta có thể tạm coi như thế là được rồi, đúng không ạ?
Thì từ bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các bài tiếp theo vì chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian. Ở đây thì chúng ta sẽ cố gắng làm một bài thì điểm trong khoảng độ 30 phút là sẽ hết 2 tiếng. Và vậy là bây giờ là 9 giờ thì mình sẽ xin phép chuyển sang bài số tiếp theo. Bài tiếp theo này là việc bổ sung các cái đối tượng đồ họa mà có sẵn ở trong Inkscape. Thì bài này thì chúng ta chỉ chú ý vào các cái đối tượng ở cái khu vực này thôi. Chưa chú ý đến cái phía đằng sau nên là cũng chưa phải là quá phức tạp. Thì ở đây trong cái hoạt động, trong cái khởi động ấy, thì ta sẽ quan tâm đến thứ tự của các cái lớp, đúng không ạ? Nó là cái phần mà đương nhiên là như là chúng ta vẽ cái bài cờ tổ quốc vừa rồi thì ta thấy là thứ tự các lớp là hoàn toàn thay đổi được, nhưng mà khi mà chúng ta vẽ nó không phải thay đổi thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Giống như là lúc trước khi mà chúng ta vẽ cái cờ tổ quốc, chúng ta vẽ ngôi sao trước thì chúng ta sẽ đẩy cái nền màu đỏ xuống đằng sau. Thế nhưng mà nếu như chúng ta vẽ cái ngôi sao màu vàng để chúng ta dán lên thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ở đây thì trong cái quả miếng dưa hấu này ta sẽ thấy rằng là ta nên vẽ cái nền vỏ xanh này dưới cùng. Mình đã chụp cái này giả đáng bên kia. Trong cái miếng dưa hấu này thì ta sẽ thấy là ta nên vẽ cái hình vỏ xanh dưới cùng trước, sau đó sẽ đến cái phần ruột dưa màu đỏ và cuối cùng là các cái hạt dưa, đúng không ạ? Thì ở đây là ta sẽ vẽ một cái hạt dưa thôi, sau đấy chúng ta sẽ sao chép nó ra để ra các cái vị trí còn lại, sau đó chúng ta sẽ xay nó đi, chúng ta sẽ thu được cái quả dưa tương ứng. Cùng với cả các cái đối tượng hình khối thì khi mà các thầy cô giới thiệu với học sinh thì các thầy cô sẽ thấy là mình có thể giới thiệu ngay là các cái hình này ta đều thấy là nó có liên quan đến số 5. Và sau đó chúng ta sẽ giới thiệu hướng học sinh vào cái vẽ hình sao và hình tam giác và hình đa giác ở đây. Thì nó sẽ liên quan đến cái hình sao này, hình ngũ giác này, hình này là cái hình sao tròn. Cũng là hình sao nhưng mà nó lại có mũi của nó tròn này, tương tự hình dưới bên này. Thì ta sẽ giới thiệu với cả học sinh là cùng là một cái công cụ và cùng là một cái loại hình nhưng mà nó có thể có các cái kết quả khác nhau. Thì đấy là đối với cái hình khối. Ở đây thì sẽ làm vài cái hình khối để cho các thầy cô nhìn. Ví dụ như là ở đây là cái hình ngũ giác, đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn tăng cái số lượng gấp của nó lên, số lượng đỉnh sao ấy, thì chúng ta thay đổi ở cái chỗ corners này. Khi mà tăng lên thì ta tự động ta thấy rằng là cái hình đấy nó có thêm nhiều cái cánh hơn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta giảm đi thì tự động nó giảm. Ví dụ ở đây mình giảm nó còn 3 thôi thì nó sẽ như thế này. Và nếu như mà chúng ta đổi nó sang dạng hình tam giác, hình đa giác thì cái này chúng ta sẽ thu được một cái hình tam giác. Dạ. Để ta quay lại một cái hình sao, cho nó là chín cạnh, chín đỉnh đi. Ta sẽ thu được như này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tham số là stroke ratio, là nó tương ứng với cả cái tỷ lệ trong và ngoài. Các thầy có thấy là chúng ta có thể thay đổi cái vị trí của những thằng này. Đây. Và chúng ta có thể làm cho học sinh xem để thấy có rất nhiều hình dạng trông nhún này, vui mắt. Ngoài ra cái hình ở phía cái đỉnh ở phía bên ngoài cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể thay đổi nó đi được. Đấy. Thì những cái này nó là trên cái tại điều cái thuộc tính của cái đối tượng này, do vậy là chúng ta có thể thay đổi nó. Ví dụ như ở đây nó sẽ là có 9 đỉnh này, cái stroke ratio bằng mặt này, cái round nó sẽ tương ứng với cái độ cong tại các cái vị trí kia. Ta có thể tăng nó lên và giảm nó đi để cho học sinh thấy kết quả. Đây, ta có thể làm thế này, trông nó cũng khá là giống một cái bông hoa rồi, đúng không ạ? Cái tham số này là để làm cho cái hình nó trở nên nó mò đi, gọi là trông cho nó tự nhiên hơn. Nhưng mà nó theo những cái cách khác nhau thì chúng ta có thể bỏ qua nó. Đấy, thì đấy là cái công cụ đa giác về hình sao. Thì nó cũng không có nhiều. Với cái đa giác thì cũng tương tự,
với đa giác thì nó chỉ có là cái độ cong của cái đỉnh thôi. Thì đấy là cái công cụ liên quan đến cái này. Ở đây thì chúng ta sẽ thường sử dụng ba cái công cụ ở phía xếp phía đằng trên. Trong khi vẽ là với các cái hình khối thì chúng ta thường sử dụng ba cái đằng trên là cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật đây. Hình chữ nhật này thì các thầy cô sẽ thấy là nó có cái có mấy cái đỉnh thế này. Trước này đây chiều rộng chiều cao cái này là cái chiều cao nha. Thế còn cái rx và ri đây mình sẽ làm luôn các thầy cô nhìn thấy luôn. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái này nó sẽ tương ứng với cái cái độ cong trên cái trục y. Còn đây sẽ là cái cong trên cái trục x. Đấy. Thế thôi, thế thì chúng ta sẽ thay đổi với cái giá trị này để cho cái hình của chúng ta nó khác đi. Thì như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như mà chúng ta muốn một cái hình chữ nhật mà góc của nó là góc vuông ấy thì chúng ta sẽ để khoảng này là 0. Thì còn nếu như mà chúng ta thay nữa, chúng ta kéo nó xuống thì nó sẽ ra được là một cái hình chữ nhật bán kính cái góc của nó là góc cong cong lại thì nó không phải là góc vuông nữa. Đối với cả cái khối thứ ba là cái khối tròn thì ta sẽ thấy là với cái khối tròn ấy thì nó sẽ có một số những cái dạng hình như phía đằng trên, và nếu như chúng ta muốn thay đổi nó thì chúng ta chỉnh ở đây. Đây, cái này sẽ từ với cả cái độ mở của cái góc. Đấy. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta chọn cái hình cái dạng của nó là dạng như thế này. Line như thế này thì nó sẽ vào đến tâm. Đấy, mình sẽ để cái viền nó lên để cho thầy cô nhìn đấy. Đây với cái dạng là nó có cái dạng cắt như thế này thì khi mà chúng ta vẽ viền nó sẽ có cả cái viền, nó sẽ thành như thế này. Với cái mà dạng như thế này mà mở thì đây mình sẽ nháy vào luôn các thầy cô sẽ thấy nó sẽ nguyên cả cái hình, nó bỏ cái cung ở cái đoạn thế này đi. Còn với cái hình mà đóng như thế này thì cái cung đấy nó cũng sẽ có đầy đủ. Nếu như mà mình muốn thay đổi cái giá trị của cái thằng đấy thì chúng ta sẽ cắt nó đi. Đấy. Yeah. Đấy, các thầy cô nhìn thấy cái sự khác nhau của mấy cái thằng đấy đúng không ạ? Khi mà mình vẽ một cái hình khác, một cái khối tròn tiếp theo, nó cũng sẽ có y dạng, y nguyên cái dạng như thế. Nó chỉ có thể khác về cái y mà thôi. Thế là cái hình này nếu như mà mình muốn là nó có đầy đủ cả một hình thì mình sẽ bấm vào cái hình tròn ở phía ngoài để làm cho nó đầy đủ như là bình thường. Đấy. Thì đấy là cái ba cái khối chính mà chúng ta thường hay sử dụng và các cái thuộc tính liên quan của nó. Sau đó thì trong cái bài này thì sẽ được giới thiệu cái màu nền và màu nét, đúng không ạ? Thì lúc trước ấy là mình chỉ đề cập đến việc là mình đã đề cập đến cái màu nền và màu nét rồi. Nhưng ở đây chỉ đề cập đến là chúng ta sẽ thao tác nhanh bằng sử dụng cái bảng màu. Ví dụ như là chúng ta chọn cái hình này chẳng hạn, thì chúng ta muốn đổi nó sang màu vàng. Chúng ta sẽ nháy chuột màu vàng ở đây. Hay là chúng ta muốn cái viền của nó thành màu cam, thì chúng ta sẽ giữ phím shift và chúng ta nháy vào cái màu cam ở bên này.
Thì đấy là cái cách thao tác nhanh. Trong cái bài số 2 này chúng ta sẽ học cái cách, chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh cái cách thao tác màu một cách cụ thể hơn. Nó có nhiều màu hơn để chúng ta chọn. Thì ở đây là chúng ta có màu RGB này, màu HL và một số các cái dạng màu khác. Thì thông thường nhất là chúng ta biết rõ về cái màu RGB rồi, là không nói làm gì. Thì ở đây chúng ta sẽ chú ý làm có 3 cái trang ở đây, là gồm có trang trả tiền hộ em cái siêu này, là tương ứng với cả màu vẽ, là màu nền, màu tô. Thế còn cái stroke pen là sẽ tương ứng với cái màu màu viền. Đây, cái fill này là sẽ tương ứng với cả cái màu để mà chúng ta vẽ. Cái stroke là cái đường viền. Dạ. Cái stroke style sẽ là cái kiểu mà chúng ta vẽ. Ví dụ như ở đây thì vừa nãy các thầy cô nhìn thấy mình tăng giảm cái độ dày của cái đường viền, đúng không ạ? Đây là tăng giảm độ dày của đường viền. Đây là cái kiểu vẽ viền này. Đấy. Chúng ta có thể vẽ bằng một vài kiểu khác nhau. Nhưng mà kiểu thông thường thì là kiểu liền. Đây là một số những cái vị trí nối ở phía sau khi mà chúng ta nối. Chúng ta có thể bỏ qua cái đoạn này. Thì đấy là sơ lược. Thế còn cụ thể thì chúng ta sẽ có những nội dung gì? Thì trong cái thằng chọn màu này thì thông thường chúng ta sử dụng màu RGB hoặc màu HL. Màu HL ấy, nó sẽ cái màu RGB thì chắc các thầy cô đọc và cũng đã biết nhiều rồi đúng không ạ? Là nó gồm có 3 thành phần tương ứng với cả màu green, blue. Thế với cả thế còn đâu với cái thằng HL thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Thì cái này các thầy cô có thể khuyến khích học sinh sử dụng thì cũng rất là tiện. Bởi vì cái màu HL này ấy, thì nó sẽ tương ứng với cái việc là chúng ta nhìn thấy cái đằng trên cùng là tương ứng với cái giải màu. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái giải màu ở đấy. Ở đây là chúng ta đang ở trong thao tác fill nhá. Fill là màu tô. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái giải màu ở đấy. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lượn lên cái đám màu ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cái khoảng màu ở phía đằng dưới để mà chúng ta thay đổi. Thì càng về cái phía thấp nó sẽ càng bị trở thành màu đen. Còn cái phía trên cao thì nó sẽ trở thành màu sáng. Phía này tương tự như vậy, chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thấy cái dạng, cái giải màu của nó. Thì cái cách này cũng sẽ làm cho học sinh, mình nghĩ là nó cũng khá là dễ nhìn. Thế còn nếu như mà chúng ta đã biết cái mã màu của nó thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn trên cái khung RGB. Ngoài ra thì trong cái tập hợp khi mà chọn màu này, đây là cái dạng đầu tiên là dạng flat color, nghĩa là toàn bộ cái đối tượng được tô bằng một màu giống nhau. Thì chúng ta có cái mà chúng ta cũng phải nhắc học sinh là luôn luôn phải lưu ý là liên quan đến cái giá trị alpha hay là cái giá trị opacity ở phía đằng dưới này. Nó về cái giá trị nhỏ ấy, là nó sẽ trở thành trong suốt, tức là về không ấy, nó sẽ trở nên trong suốt, không nhìn thấy gì nữa cả. Cho nên nhiều khi ấy, học sinh vẽ mà không nhìn thấy gì thì mình phải nhắc với cả học sinh rằng là các em xem làm cái giá trị alpha hay cái giá trị opacity ấy nó đã bằng cái giá trị 100 hay chưa. 100 là nó sẽ không hiển thị cái màu phía đằng dưới, còn các cái giá trị ở giữa thì nó sẽ hiển thị màu phía đằng dưới. Nên mình sẽ lấy ví dụ như cái này thì ta thấy rằng là với cái việc là để cái alpha và cái opacity nó nhỏ hơn 100 thì ta vẫn nhìn thấy một phần của cái màu đằng dưới nó hòa trộn với màu phía đằng trên, đúng không ạ? Đấy. Thế còn nếu như mà chúng ta đặt cái giá trị này nó thành là 100, giá trị này thành 100 thì ta sẽ không nhìn thấy cái phần ở đằng dưới nữa. Đấy, hoàn toàn nó sẽ bị che phủ toàn bộ. Còn khi chúng ta giảm nó xuống thì ta sẽ nhìn thấy cái màu ở đằng dưới và nó hòa trộn với màu đằng trên để ra cái hình mà chúng ta nhìn thấy, giống như là chúng ta nhìn qua một cái kính màu ấy. Thì đấy là cái đầu tiên là liên quan đến cái tô màu bằng một màu duy nhất. Cái tiếp theo mà chúng ta giới thiệu ấy, thì ở đây thực ra chúng ta cũng chỉ giới thiệu qua thôi, là gồm có cái màu tô màu chuyển sắc. Đây, cái này là tô màu chuyển sắc và chúng ta sẽ áp dụng nó để tô màu cái quả bóng phía đằng sau, đúng không ạ? Thế thì ở đây mình sẽ làm luôn cái bài cái quả bóng đấy nhé, để cho các thầy cô nhìn thấy luôn.
Ví dụ như là vẽ cái quả bóng như thế này, đúng không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ cái hình này. Chuyển cái stroke tay về một cho nó bình thường nhé. Đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. Đúng không ạ? Hình chữ nhật này là như bên này vẽ là nó màu vàng và không có đường viền, bấm phím shift. Bên này nó trở thành màu vàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn màu đen. Ta đã vẽ một hình tròn rồi, nhưng mà hiện giờ nó không màu, ta sẽ vẽ nó màu đen. Ta kiểm tra lại cái màu sắc của nó nhé. Thì ta sẽ thấy ra là ở đây cái màu ăn cái vị trí alpha này và opacity của nó nhỏ hơn 100. Do vậy là nó mới mờ mờ như thế này, đúng không ạ? Ta chuyển nó thành 100 đi. Như vậy là đã xong. Thì ở đây ý, là thực ra ta thấy là cái hình này nó đã khá tròn nhưng nó chưa tròn hẳn. Thành 11. 11. Đấy. Nó tròn rồi. Tiếp theo, để vẽ cái hình tròn màu trắng thì chúng ta có thể vẽ tiếp như thế này. Nó màu trắng, nó thay đổi gì đấy. Muốn nó tròn nhá thì các bạn vụ phím Ctrl nó sẽ tròn. Được ạ? Hoặc cách khác để chúng ta thực hiện đấy là chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta nhấn cái tổ hợp phím Ctrl D. Có cái này Ngọc. Sau đó chúng ta giữ cái phím phím này, à phím Ctrl này và chúng ta thu nhỏ. Thu Thư hình như cũng lại mất tiếng hay sao ấy. Đúng là lại mất tiếng thật. Này riêng các bạn nghe thấy mình nói đến đoạn nào có tiếng rồi? Đoạn dấu chấm tròn đen đấy. À, chấm tròn đen. Thì cái dấu chấm tròn trắng thì vẽ tương tự nhá. Không có phải nói lại nữa. Thì phần tiếp theo đấy là... Rồi mình sẽ quay lại con bách cái bước này. Quay lại cái chỗ đổ màu xà cho có cái độ mờ hơn đi ạ. Cái chỗ chưa nghe được ạ. Đây. Tạm coi là đến được cái bước này nhá. Nó gồm có ba cái hình là một là màu vàng này, hai là cái tròn đen, ba là cái tròn trắng như thế này. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ đổ màu bằng cách là chúng ta chọn lên cái hình màu đen. Sau đó chúng ta chuyển sang cái tab Fill Stroke ở đây. Nếu như mà nó mà không nhìn thấy ý, tức là nếu như mà học sinh hay là chúng ta mà lỡ tắt mất nó mất rồi ấy, người ta không nhìn thấy cái hình đấy ở bên 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 các bên phải màn hình, thì chúng ta nháy chuột phải vào cái hình đó và chúng ta chọn vào cái Fill and Stroke thì nó sẽ ra cái gì đấy. Tắt nó đi nó lại thôi được, mình vẫn phải lượn vào xuống ở giữa đây. Thấy chứ nhỉ? Thấy đúng không? Thấy rồi đấy cô. Thấy rồi. Thì sau đấy là chúng ta sẽ chọn vào cái phiên shop và nó sẽ ra cái phía bên này. Thì ta sẽ nháy vào cái biểu tượng trong cái tab fill nhá. Tab fill là tab mà nó sẽ sử dụng để mà tô cho cái màu tô. Ta nháy vào cái linear gradient này là nó tương ứng với cả cái tô màu chuyển sắc. Thì ngay lập tức ấy là nó sẽ tô như thế này. Một cái mặc định là nó tô từ trái sang bên phải. Và cái màu bắt đầu thì sẽ là cái màu gốc của cái màu lúc trước. Cái màu bên phải là tương ứng với cả cái màu phía đằng ngoài. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể thực hiện chỉnh sửa được cái cách tô màu bằng cách là chúng ta nhấn vào cái nào mà nó có cái vị trí là Edit Gradient ấy, thì các bạn nháy vào đây, ta có thể chọn ở đây hoặc là chọn ở đây thì nó cũng đều 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 ra
ra cái hình để cho chúng ta chỉnh sửa cả. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái hình như thế này và chúng ta sẽ chỉnh sửa tại các cái vị trí mà nó có dấu. Tức là những cái nào mà nó đánh dấu trông nó hơi khác một chút ý, thì nó là những cái vị trí mà chúng ta có thể chỉnh sửa được. Ví dụ như là ở đây thì nó thể hiện là cái vị trí này là cái điểm màu của cái hình bắt đầu này. À, đây là cái màu mà nó bắt đầu thực hiện chuyển này. Khi mà chúng ta thay đổi cái vị trí này đi thì cái màu nó sẽ thay đổi theo. Đây, ví dụ như là mình thực hiện như thế này. Thì cái màu ấy nghĩa là trong cái tô màu chuyển sắc này là nghĩa là gì? Nó sẽ chuyển cái màu sắc của nó từ cái điểm đầu cho đến cái điểm cuối. Mỗi cái điểm trên cái đường đi ấy, thì nó sẽ xác định cái màu ở cái đoạn ở giữa. Thì ở đây ví dụ như ở đây cái màu ở giữa, màu bắt đầu là nó tương ứng màu đen. Giá trị độ mờ của nó là 100%. Nghĩa là cái điểm này là nó sẽ đen hoàn toàn và không nhìn thấy điểm phía đằng dưới. Thế còn tại cái điểm này thì ta muốn biết màu của nó là gì thì ta di chuyển chuột đến. Khi mà nó đổi màu như này ta nháy vào đây thì nó sẽ hiển thị lên là màu tại cái điểm đến đích. Thì trong cái điểm này thì giá trị của đây màu trắng và cái alpha của nó là bằng 0. Nghĩa là nó sẽ mờ hoàn toàn. Thế thì cái điểm ở giữa ấy, nó sẽ tương ứng với cái màu mà nó nội suy ra từ hai cái điểm ở hai đầu. Do vậy là vị trí của cái điểm này thì nó sẽ quyết định rất là lớn đến cái kết quả là màu đấy như thế nào. Thế thì ở đây là chúng ta sẽ cho cái này là màu đen, đúng không ạ? Chúng ta sẽ di cái điểm bắt đầu. Cái điểm bắt đầu này. Đây. Điểm này là điểm bắt đầu này. Thì chúng ta muốn để điểm bắt đầu ở đây là nó màu đen, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ cho ví dụ như là tùy vào cái việc là các bạn chọn màu nó như nào thôi. Đây, giờ cho nó sang góc này. Thì cái phía ở giữa ấy, nó sẽ lai giữa hai cái màu đen và màu vàng. Càng về cái phía gần gốc này thì nó càng vàng hơn. Thế thì cô nhìn thấy không ạ? Đấy. Thế thôi, thế là chúng ta đã xong cái phần chỉnh cho cái quả cầu màu đen. Bây giờ đến mục tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh cho cái quả cầu màu trắng. Thì ta muốn tạo thành một cái điểm gọi là như cái bóng sáng ấy. Do vậy là chúng ta sẽ chỉnh như này. Thế thôi, nên là sẽ tự động thành cái màu chấm sáng ở đấy. Tương tự ấy, thì chúng ta cũng có thể chỉnh cái màu cho nó. Ví dụ như là chỗ này chúng ta muốn đổi nó thành màu hồng. Thì các thầy cô sẽ thấy là nó màu nó... cái phía đằng ngoài cùng này nó sẽ thành màu hồng ở đây. Nếu như là chúng ta đổi cái chỗ đấy thành màu vàng thì nó cũng sẽ thành màu vàng. Ở đằng giữa này chúng ta đang để nó là màu trắng. Đang để nó là màu trắng này. Ở phía ngoài này chúng ta để nó là màu gì thì nó sẽ được chuyển một cách từ từ sang cái màu phía đằng ngoài. Nhưng ở đây là chúng ta đang tính là để cho nó là không màu. Đây là chúng ta để cho nó là cho nó là màu trắng. Cái này cũng sẽ là màu trắng, được chưa ạ? Thế thôi, thì bây giờ thì hiện giờ ta để cái hình tròn này nó nhỏ. Bây giờ chúng ta thì trông nó không được thật lắm. Đây, để ra ngoài, trông nó không được thật lắm đúng không ạ? Do vậy là chúng ta cho cái đoạn đấy nó to ra một chút. Trông cho nó có vẻ thật hơn. Nó chỉnh lại cái vị trí của nó. Thế thôi. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta minh họa về việc là chúng ta tô màu chuyển sắc cho học sinh. Kể cả đối với cả cái phần stroke pen thì chúng ta cũng vẫn có những cái nội dung đó. Nhưng mà cái mà chúng ta thường hay sử dụng tô màu chuyển sắc thì nó hay sử dụng ở trên cái phần màu tô hơn là màu vẽ. Nhưng với màu vẽ thì nó hoàn toàn tương tự. Mình chỉ cần giới thiệu với cả học sinh đến đó thôi. Thì ở đây thì thông thường là trong các cái bài tập trong phần này thì cũng không có nhiều lắm. Thì ở đây là chúng ta sẽ có cái... trong bài tập phần này là không có. Không có tô màu chuyển sắc. Bài cũ của mình là cái lá nhưng mà đã được thay đi rồi vì chắc nó hơi khó. Thì đối với cả bài này còn cái phần cắt ghép hình nữa đúng không ạ? Trong cái phần mà liên quan đến cái việc cắt ghép hình thì các thầy cô có... Còn cái hình cô vẽ cho cái hình 13.14 vẽ bông hoa đấy thì vẽ như nào ạ? Sách đây, đây. Trang 74 đấy ạ. Đây đây, chờ mình trước. Để cô đến đây. Đây. Bây giờ để máy xem kia. Đây nha, với cả vẽ bông hoa.
Thì cái hình đấy cũng giản thôi. Cái hình này nó tương tự như là trong cái phần đằng đầu mà mình đã vẽ phần phần đằng đầu ấy. Ở đây chúng ta sẽ quan sát cái bông hoa này thì nó có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nào, chúng ta sẽ... Đấy là 10 cái. Đấy. Tiếp theo là cần cái đằng đầu này nó tù hơn một chút, đúng không ạ? Phải... À, tù hơn một chút nữa đúng không? Thì cái này không việc văn phòng lắm chán này. Đây. Đây. Cứ khoảng bằng này đúng không ạ? Đấy, thế thôi. Thế thì như là mình vừa mới làm đấy. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là công cụ vẽ hình sao ở đây. Cái hình bông hoa là hình bông hoa 10 cánh. Cho nên là chúng ta chỉ việc làm thế thôi. Thế là xong rồi. Xong rồi mới vẽ thêm một cái hình tròn ở phía đằng trong. Và chúng ta tô màu đã xong. Đối với cả hình chuồng bóng nha, một hình chuồng bóng luôn nha, cái một quả bóng, cái một quả bóng luôn. Đây thì cái quả bóng thì cũng dễ vẽ lắm, mình cắt cái hình đó. Tức là cái hình này thì tạo đây cả buổi minh họa cho cái việc là chúng ta sẽ tạo ra một cái quả bóng mà trông nó có vẻ là 3D ấy. Bằng cách là chúng ta thêm một cái đoạn bóng bóng vào chỗ này đúng không nào. Ngoài ra ấy, thì ở đây là chúng ta có cái quả bóng, chúng ta thiết lập cái màu alpha nó nhỏ hơn 100 để cho nó giống cái quả bóng bay, là nó cũng vẫn nhìn thấy mờ mờ những cái hình đằng sau ấy. Ở đây ví dụ cái là ở đây cũng quả như này. Sau đấy là chúng ta sẽ vẽ thêm cho cái phần đuôi. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như một cái hình đa giác, một cái hình tam giác chẳng hạn. Đây hình tam giác ở cái này thành 3. Cao thì cho nó giảm xuống để cho nó không bị ra. Ta sẽ quay cái hình này đi. Cô ơi, cô bấm nút nào để chuyển thành cái hình quay á cô? Ta bấm hai lần thì nó sẽ lên hình quay. Vẫn là cái công cụ select này nha. Ta bấm một lần, tức là bấm 2, 1, 3, 5, 7 lần thì nó sẽ ra cái hình co giãn như thế này. Bấm 2, 4, 6, 8 lần thì nó sẽ ra cái hình quay. Đấy. Mũi tên hả cô? Ngay chỗ mũi tên hả cô? Đúng rồi, dạ. Mũi tên nháy chuột trái một cái thì nó sẽ đổi dạng. Nháy thêm cái nữa nó lại đổi dạng. Đấy. Ví dụ như lần này thì mình sẽ hãy tạo mình co giãn để cho nó nhỏ lại một chút, nếu không thì cái đuôi bóng nó to quá. Đấy. Đây là được rồi đúng không ạ? Sau đó là chúng ta sẽ tiến hành tô màu. Chúng ta còn phải thêm một cái sợi dây. Đấy, sợi dây này chúng ta sẽ tô màu đen luôn. Có khi nào lại mất tiếng không cô? Mất tiếng à? Đấy, được rồi, được rồi. Được rồi ạ. Đây, thì ví dụ như là với quả bóng ấy, thì mình vừa mới vẽ rồi đúng không ạ? Ta vẽ một cái hình tròn này, một cái hình tam giác này, một cái hình chữ nhật để làm dây này. Cho chúng ta lần lượt tô nó thôi. Cái hình này ví dụ như là tô màu cam để cho nó dễ thì ta tô màu cam này, nhưng mà ta nhìn thấy là nó không lên màu nào đúng không ạ, thì ta liếc sang cái khu vực alpha với opacity ở bên này và thấy nó bằng không ở đây đấy, chính vì thế cho nên là nó không có màu, ta đổi nó thành 100
nhưng quên mất là chúng ta muốn để cho nó nhìn thấy một chút của cái đằng dưới, cho nên chúng ta sẽ chỉ để nó là khoảng độ bao nhiêu đấy thôi. Đấy. Thì ví dụ cho mình sẽ vẽ thêm một cái hình đằng dưới. Đấy. Chúng ta thấy ra là nó sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy cái hình đằng dưới, đúng không ạ? Cái hình nào mà ở đằng trên ấy thì màu của nó sẽ nghiêng về cái màu của cái hình đó. Ví dụ như ở đây là cái quả bóng xanh này mình để nó đằng dưới thì cái màu của nó sẽ cam hơn. Thế còn ví dụ như mình đưa cái quả bóng xanh đằng trên thì màu nó sẽ xanh hơn. Đấy. Sau đấy là tiếp đến là cái phần này cũng màu cam. Dạ, thế là về cơ bản là xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta bỏ chúng ta bỏ màu vẽ của nó đi. Đây, cái tiếp theo là cái dây và cái phần kia. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng, đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng này, pencil, là cái đối tượng mà nó vẽ tự do. Trông hơi xấu, vẽ thế nào mà trông nó có vẻ là đấy, thế này là tạo rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy ra là nếu như để như này là cái dây nó có thể chạy đi lung tung và trông nó không được hợp lý lắm, thì chúng ta sẽ cho nó xuống đằng dưới để đảm bảo là nó không bị thò ra ngoài đấy. Rồi chúng ta sẽ chỉnh sao trông cho nó hợp lý. Thế là xong cái phần dây. Còn cái phần đằng trên liên quan đến cái đoạn bóng bóng ở đây thì chúng ta vẽ một cái đường mà nó cũng cong cong cỡ đấy, dùng cái công cụ này nhá, bút chì này, như cô nhìn cái bút chì này, cái bút chì này nó vẽ tự do mà đấy. Nó sẽ ra cái hình như thế này. Sau đấy là chúng ta tô màu cho nó thôi. Tô màu cho nó, ta sẽ tô một cái màu nhạt hơn đấy. Tô màu nghe được rồi đúng không? Đấy, này. Sau đấy là chúng ta cũng nhớ bỏ cái viền của nó đi. Như thế này ấy, thì nó lên đây là nó hơi ngang. Do vậy là chúng ta sẽ nháy chuột thêm một lần nữa để thành cái chúng ta quay như này. Tóm lại là để vào cái vị trí nào đấy, các thầy có thấy phù hợp. Thế là xong rồi. Đấy là cách vẽ quả bóng, cũng khá là đơn giản, đúng không ạ? Thì đấy là các cái bài mà liên quan đến bài thứ hai. Các thầy cô còn hỏi cái nội dung gì? Cô chưa hỏi, dạ, xin cho hỏi là nãy giờ mình đem mình kết hợp giữa cái hình hình sao với hình đa giác ấy, là bây giờ kết hợp xong là bây giờ mình đưa về nó nguyên hình nào nó ra hình đấy là không có được nữa, bây giờ mình phải làm thế nào? Cái hình ví dụ như cái hình mình, bông hoa này nhé, là ví dụ như với cái hình bông hoa này chúng ta muốn như là cô là muốn làm gì ạ? Là tại vì nãy là mình kết hợp cái hình hình sao này với cái hình đa giác đó, là mình kết hợp mình cho chung nó vô hai cái hình đó với nhau. Thế sau khi cho xong rồi á thì là đâm ra bây giờ là tách hai cái nghĩa là bây giờ mình mặc định mình vẽ cái hình khác, hình ngôi sao là không có được nữa. Thế nhá, không phải là mình kết hợp nó mà là tức là cái đối tượng dạng sao và đa giác thì ở trong Inkscape ấy là nó sẽ xếp chung vào một cái công cụ. Do vậy ví dụ như là chúng ta muốn vẽ hình sao thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên cái ô này này, nó có một cái là nó là hình đa giác, một cái là hình sao. Ví dụ như ở đây mình sẽ vẽ một cái hình mới, và cái hình này mình muốn vẽ là hình ngôi sao nha. Đấy, đây là một cái hình ngôi sao đúng không ạ? Đây, hình ngôi sao như thế này. Bây giờ mình muốn vẽ một cái hình mới và mình muốn vẽ nó là một cái đa giác chứ không phải là một cái, tức là một cái ngũ giác chứ không phải là một cái hình sao. Thế nhưng mà mình chọn cái công cụ đấy thì nó sẽ vẫn ra một cái hình sao, bất cứ một cái gì đấy nó sẽ ra hình sao như này. Thế thì làm thế nào để mà nó trở thành cái hình đa giác? Thì ngay kể cả những cái hình mà mình đã vẽ, mình cũng có thể chọn nó thành hình đa giác được bằng cách là chúng ta chọn vào cái hình mà chúng ta đã vẽ này. Sau đó chúng ta chọn vào cái công cụ đó này. Thì ta sẽ nhìn thấy là ở phía đằng trên cái chỗ xanh điều khiển thuộc tính ấy, nó có hai cái ô như thế này, và cái ô mà nó đang được ô đậm là ô hình sao. Ta muốn đổi nó thành hình ngũ giác, ta chỉ việc tích vào cái ô còn lại, nó sẽ tự động thành
thành hình ngũ giác. Được chưa ạ? À, nói chung là mình cũng có đã làm như thế rồi, nhưng mà vấn đề nó ra rất, cái hình rất là kỳ. Nghĩa là lúc đó là mình làm, mình có thể là lúc nãy là mình làm thử á, là mình làm hai cái hình hình đa giác với hình sao là mình kết hợp vô, chung vào vô. Thế xong rồi là bây giờ là mình tách ra như cô hướng dẫn á, là mình chọn cái hình nào là ra hình đó rồi. Nhưng mà nó vẫn không có được, nó vẫn ra cái hình mà mình đã kết hợp lúc nãy. Là nó bị sao vậy ta? À, cô có thể chụp cái màn hình xong rồi cô gửi lên cho cả nhóm cùng xem được không? Để tránh được, ví dụ như là các thầy cô khác cũng sẽ gặp những cái vấn đề tương tự như vậy. Tăng giảm thì để em coi thử. Cô radio đó, hay là ra đó, random là nó sẽ thay đổi hình dạng mà. Đúng rồi, có cái random đó. Nhưng mà bây giờ cô random chỗ nào? Random chỗ nào? Random ở chỗ đây này. Đây, nó có cái randomize này này. Thì cô chú ý xem là cái giá trị của mình ở đây nó có bằng 0 hay không. Cô cho em hỏi. Để em xem. Cô cho em hỏi cái bản Insta cô đang dùng là bản bao nhiêu ạ? Là bản 21. Dạ, xin cảm ơn. 21 mà, 1x21 trái tim có phải cái à? 1x21 hả? À, sao cái đối với cái hình hình sao hình đa giác thì thằng nào đấy đã làm được chưa nhỉ? Mình qua cái nội dung đó. Cô có qua nội dung đi ạ. Trái tim có phải cô có cái tài liệu dạy về cái này từ đầu đến cuối không ạ? Tài liệu thì các cái sách tiếng Anh thì nó có nhiều, nhưng mình nghĩ là sách tiếng Việt thì chắc là không có. Bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo nhé. Còn là trái tim cũng cần phải vẽ à? Thì mình nghĩ thì trái tim phải khá dễ vẽ rồi đấy chứ. Thôi được rồi, mình sẽ vẽ trái tim nha. Ở đây trái tim ấy thì dễ vẽ lắm. Ở đây là chúng ta chỉ cần vẽ hai cái hình tròn này, đúng như là trong cái hướng dẫn thôi. Chia sẻ màn hình nha Thư ơi. Dạ. Đây là màn hình của bạn Dương. Thư chưa share màn hình đâu. Chia sẻ lại màn hình đi ạ. Thư chia sẻ lại đi. Các thầy cô khác chú ý mic một chút lại, xong mình tắt mic đi để cho nó đỡ ổn ạ. Đây, đúng ạ. Nên là nói tiếp về cái phần là về cái trái tim này thì thì bạn là Nguyễn Thụy Thùy Dương dừng chia sẻ màn hình đi. Rồi mày tư xem. À, Thu chia sẻ rồi đấy thầy. À, được rồi, sao đấy thầy ạ? Rồi, ok. Thì bây giờ em sẽ mô tả tiếp nha. Thì cái này thì vẽ trái tim thì cũng khá là dễ đấy. Cái này chúng ta sẽ đầu tiên là vẽ một cái hình tròn này, rồi chúng ta tạo ra một bản sao bằng cách nhấn Ctrl D này, rồi chúng ta kéo nó sang bên cạnh luôn. Sau đấy chúng ta vẽ một cái hình vuông, bằng cách giữ phím Ctrl. Sau đấy là chúng ta sẽ quay nó đi. Để cho nó dễ thì ta nên vẽ nó từ từ, không việc gì vội. Sau đấy là chúng ta đưa nó lên và chúng ta kéo nó ra sau. Cho nó dễ làm ấy thì các thầy cô cứ giữ cái phím Ctrl và cuộn chuột ấy, thì nó sẽ phóng to thu nhỏ cái màn hình. Cùng là chúng ta sẽ chọn cái path và union nó lại. Xong thì ở đây nhiều khi là chúng ta sẽ thấy là nó vẫn còn
hơi run rẩy ở giữa ấy. Người ta có thể kéo nó lại để cho nó hai cái điểm đấy nó chập lắm rồi. Thế là xong. Thế thôi, thì đấy là cái trái tim. Sau đó thì chúng ta có thể áp dụng để mà làm chính ra trong này ấy, thì nó có cái chân này này, là các thầy cô phải chú ý này. Trong cái việc phần mà vẽ cái chân ấy thì các thầy cô chú ý là đầu tiên là chúng ta vẽ một cái hình ngang, đúng không ạ? Cái hình chữ nhật. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hai cái hình tròn bỏ vào trong đấy. Tròn hay thậm chí là không tròn mà nó chỉ cần là ellipse thôi cũng được. Quan trọng là nó sẽ giúp chúng ta cắt ở hai bên. Đây, ví dụ như thế này. Ở đây thì mình rất hay sử dụng cái Ctrl D là để duplicate, tức là tạo ra một cái bản sao của cái hình vừa rồi. Thì chú ý là ở đây là mình sẽ thứ tự, mình vẽ là cái hình chữ nhật cuối cùng, hai cái hình tròn ở đằng trên. Mình sẽ thực hiện thử cái difference xem là nó sẽ ra cái kết quả như thế nào nhé. Thì các thầy cô sẽ thấy ra là nó sẽ không ra kết quả như là mình mong đợi, đúng không ạ? Bởi vì là cái này nó gồm có 3 cái đối tượng chứ không phải là 2 như là chúng ta đề cập đến. Do vậy là chúng ta sẽ có thể sử dụng như sau. Để làm ấy thì hoặc là chúng ta đây là chọn cái hình tròn thứ nhất với cái đằng dưới, chúng ta different lần thứ nhất nó sẽ lấy cái phần mà thuộc cái hình đằng dưới mà không thuộc hình đằng trên. Sau đó chúng ta lại lấy cái hình vừa mới sử dụng và kèm với các cái hình ellipse còn lại để mà chúng ta cắt đi, thì chúng ta sẽ thu được cái hình như thế này. Thế còn nếu như mà chúng ta muốn là làm một lần thôi thì cách làm là như thế này. Đầu tiên là chúng ta cái hình tròn hay cái hình ellipse, sau đó chúng ta đưa nó thành một đối tượng bằng cách là sử dụng union nó lại. Tiếp theo là chúng ta chọn cái hình đằng dưới và chúng ta thực hiện difference thì sẽ ra cái hình như là chúng ta cần thiết. Thế thì các bạn nhớ là khi mà làm ấy thì chúng ta sẽ phải làm lần lượt. Tốt nhất là chúng ta bỏ qua cách thứ hai, làm lần lượt như là ở trong hướng dẫn. Nếu là làm thực hiện như ở trong hướng dẫn thì nó sẽ làm được. Tức là gồm có là bước thứ nhất là chọn cái hình tròn thứ nhất kèm với cả cái hình chữ nhật, thực hiện different lần một, sau đó chọn cái hình vừa mới có và cái hình tròn còn lại, thực hiện different lần hai. Tức là mỗi lần chúng ta chỉ cắt được một bên của cái hình chữ nhật thôi thì chúng ta sẽ thu được cái chân. Đấy, chúng ta ghép nó với cả cái trái tim mà chúng ta đang có. Hình như vẫn đang có bạn nào bật mic chứ sao? Trong cái Inkscape này thì chúng ta thường xuyên nên sử dụng cái Ctrl D để tạo ra các cái bản sao, thì chúng ta sẽ không phải mất công để mà chúng ta làm nhiều lần. Ngoài ra ấy, thì cái sử dụng 4 cái phím đằng trên này cũng sẽ rất là tiện. Ví dụ như trong trường hợp này, thay vì là mình phải bấm vào đây, mình phải bấm vào đây, mình tự xoay và mất công xoay sao cho nó chỉnh chuẩn, thì chúng ta sẽ sử dụng là ta có ở đây rồi, chúng ta lật nó lại, thế là xong. Đây, cái flip vertically nó sẽ ra là cái vị trí là nó quay xuống luôn. Sau đó chúng ta phóng to nó ra. Nó ra, đúng không ạ? Đó là dùng phím control để cho nó không thay đổi. Đấy. Đấy, thế là union này nó sẽ ra cái chất tích rồi, ra xong thôi. Thì đối với cả cái bài này chắc chỉ có thế thôi, đúng không ạ? Cũng hết rồi các cái nội dung trong bài thực hành cũng như là trong bài tập mình đã đề cập rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nha. Bài tiếp theo là bài làm việc với đối tượng đường. Trong cái bài này thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là chúng ta so sánh hai cái hình chữ nhật. Đây, mình sẽ cái hình chữ nhật này. Cái hình chữ nhật thứ nhất là cái hình chữ nhật vẽ bằng công cụ hình chữ nhật và chúng ta có thể thay đổi nó như thế này. Thì khi mà chọn vào cái hình đấy nó sẽ có dạng như thế này. Trong khi đó, nếu như chúng ta sử dụng cái công cụ mà chúng ta học trong cái bài này, và cái công cụ này rất là quan trọng, đấy là công cụ đối tượng đường, vẽ đường, là công cụ pen này.
thì chúng ta sẽ thu được một cái giá trị cực khác. Cái đối tượng này thì khi mà chúng ta nhìn qua thì nó cũng là một cái hình chữ nhật như bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta chọn các cái đỉnh của nó thì ta sẽ thấy là nó rất là khác. Ở đây nó sẽ có bốn cái đỉnh tương với cả bốn góc. Trong khi đó nếu như chọn cái bên này thì ta sẽ thấy cái biểu diễn của nó khác, đúng không ạ? Nó sẽ tương ứng với cả cái góc này và cái độ cong tại các cái góc. Đấy. Còn cái bên này thì ta sẽ thấy là nó có bốn cái hình vuông vuông ở bốn góc đây. Như vậy là nó sẽ khác nhau ở cái điểm đấy. Ở đây thì hiện lúc nãy là mình sử dụng nó là cái công cụ vẽ lại hình vuông. Mình muốn cho nó tròn thì mình sẽ đưa nó thành cái tròn như thế này. Đấy. Đây là nó hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sử dụng cái nội dung đấy để mà chúng ta bắt đầu giới thiệu với cả các học sinh về cái đối tượng dạng đường, là nó khác với cả cái đối tượng dạng hình khối như thế nào. Thì trong cái nội dung này ấy, thì nó sẽ có cái nội dung liên quan đến cái đường cong mà chúng ta sẽ vẽ, gọi là đường cong Bezier đấy. Đây, ví dụ như là khi mà chúng ta vẽ thì đây là cái kiểu vẽ mà chúng ta thường hay sử dụng nhất này. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chọn đây là các cái kiểu vẽ của nó nhá, và cái này là cái hay sử dụng nhất. Ta sẽ thấy bắt đầu ta sẽ xác định một cái điểm bắt đầu. Thì khi mà xác định một cái điểm mới và mình giữ chuột và mình kéo ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái cong cong này tương ứng với cái đường chỉ hướng. Các thầy cô chắc cũng đã thử vẽ rồi, đúng không ạ? Và thấy ra là cái đoạn ban đầu của nó khá là khó vẽ. Ví dụ như đến đây, mình muốn dừng lại thì sẽ Enter. Ta sẽ thu được cái đường cong như thế này. Và cái đường cong như này thì nó chưa giống như là mình mong đợi. Sau đấy mình sẽ chỉnh đó. Cách là mình nhấn vào cái điểm mà mình thấy là tại cái chỗ đấy là nó có cái gì đó là mình không hài lòng. Sau đó ta chỉnh đi. Để kéo cái này thì nó sẽ tương ứng với cái đường này này. Nó là xác định cho cái tiếp tuyến của cái đoạn cong nối với cả cái điểm đấy phía bên đó. Ví dụ như tại một điểm này thì nó sẽ có hai bên của cái đoạn cong, đúng không ạ? Và cái bên tay trái nó sẽ điều khiển cái dáng điệu của cái đoạn cong bên tay trái. Còn cái bên tay phải thì nó sẽ điều khiển cái dáng điệu của đoạn cong bên tay phải. Nên nếu như mà chúng ta giữ nguyên cái hướng như này, giữ nguyên một hướng thì gần như là cái đoạn bên trái đã nó không bị thay đổi. Chẳng qua là trong cái quá trình mà khi mình kéo là nó cũng bị thay đổi một chút về hướng, nên là cái đoạn bên trái nó mới thay đổi thôi. Thì đấy là cái đường cong, cái công cụ pen mà chúng ta sẽ sử dụng để vẽ. Để nhắc lại là để vẽ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Mình sẽ nhắc lại vẽ như thế nào nha. Đầu tiên là chúng ta đánh một cái đường để mà xác định cái điểm đầu tiên. Sau đó là chúng ta, trong cái lúc mà chúng ta giữ ấy, là chúng ta sẽ xác định cái đường chỉ hướng. Còn nếu như chúng ta bỏ nó ra thì sẽ là ta xác định cái đường chỉ hướng nó tương ứng với cái vị trí đó. Mỗi khi mà chúng ta nháy chuột một cái là chúng ta tương ứng với việc xác định một cái điểm neo mới. Và chúng ta giữ chuột, kéo chuột ấy, là tương ứng với việc là chúng ta xác định cái đường chỉ hướng cho cái đoạn cong từ cái đoạn trước đến cái điểm neo vừa rồi. Đấy. Tỏ tay nhả chuột là chúng ta sẽ xác định là nó sẽ là như vậy. Sau đấy tương tự như vậy, chúng ta lại di chuyển chuột và chúng ta xác định cái đoạn mới. Đến cái đoạn mới mà chúng ta muốn xác định điểm neo rồi thì chúng ta lại nháy chuột một cái. Nếu như chúng ta nháy chuột và chúng ta bỏ tay ra luôn thì nó sẽ tương ứng một điểm neo góc. Các thầy cô nhìn thấy không ạ? Nó sẽ không cong, tức là nó sẽ không cong khi mà chúng ta bỏ tay mới, bỏ tay ra ấy, là cái điểm tại cái đoạn mới nó sẽ chưa cong. Nhưng mà nếu như mà muốn nó cong ấy thì bắt buộc là chúng ta phải nháy chuột, giữ chuột và kéo. Thế còn nếu như mà chúng ta nháy chuột này, bỏ tay ra ấy, là nó sẽ thu được một cái điểm góc.
chưa bắt đầu xác định cái độ cong của cái đường đấy. Đấy, các cô nhìn, các thầy cô nhìn thấy không ạ? Thì cứ bỏ, cứ nháy chuột bỏ ra là nó sẽ là đường, là đoạn thẳng. Thế còn nếu nháy chuột mà kéo thì nó sẽ tạo thành đoạn cong. Cứ tương tự như thế thôi, nội dung của nó chỉ có thế thôi. Và khi mà các thầy cô muốn vẽ nó theo ý mình ấy, thì cứ chú ý về việc làm mình nháy kéo cái điểm đầu này nó như thế nào, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đoạn phía đằng sau. Nhưng mà như là mình vừa mới vẽ hình và sửa lúc nãy thì các thầy cô cũng không phải quá lo lắng, bởi vì sau khi mà chúng ta vẽ một cái đường ban đầu này xong ấy, thì tất cả các thứ chúng ta đều chỉnh được. Thứ nhất là vị trí của cái điểm neo này chúng ta cũng chỉnh được. Sau khi vẽ một hình xong rồi mà nếu như là chúng ta muốn chỉnh ấy, thì chúng ta phải thay đổi cái công cụ của nó nhé. Ta phải thay đổi cái công cụ nó sang cái công cụ nhỏ nhỏ này này. Edit tại cái nốt này này. Thế còn nếu như mà chúng ta không chọn cái công cụ đấy mà chúng ta vẫn đang ở cái công cụ pen ấy, thì chúng ta nháy chuột là nó sẽ vẽ đường mới. Vậy chúng ta nhớ là muốn để mà chỉnh cái đường chúng ta đã vẽ thì ta phải chuyển sang cái công cụ này. Khi chúng ta nháy khi mà chúng ta đã chọn cái công cụ edit này rồi và chúng ta nháy nó vào một cái đường cong nào đó, thì cái đường cong đấy nó sẽ xuất hiện dưới dạng như thế này. Và chúng ta lần lượt có thể chỉnh tất cả các cái điểm neo trên đó. Ví dụ như là chúng ta có thể đưa một cái điểm neo, cái này đang là từ điểm cong thành mẹ ơi. Cái điểm góc ấy thì sẽ có cái điểm là hai cái đường chỉ hướng ở hai bên. Đây, trông như này thì ta thấy là nó vẫn cong đúng không ạ? À, nó vẫn trơn. Nhưng mà nó sẽ có cái điểm là với cái điểm neo mà nó đang xác định ở điểm neo góc thì nó sẽ có dạng hình thoi. Sẽ có dạng hình thoi. Trong khi những cái hình khác thì ví dụ như nó sẽ có dạng hình vuông, hình tròn. Thì ví dụ như cái nên các thầy cô có thể chú ý ở đấy để chúng ta nhìn, ta nhận biết được rằng là đâu sẽ là cái điểm góc, đâu là sẽ điểm trơn. Để ví dụ như là trên một cái hình như thế này thì trông thì có vẻ như là điểm này trơn, 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 đúng không ạ? Nhưng thực tế thì không phải. Những cái nào mà nó là dạng hình thoi, nghĩa là gồm có cái đỉnh này này, đây này, đây, 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 đây. Đấy, mấy cái điểm nhọn 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 chỗ này thì nhìn rõ rồi. Thì tất cả những cái nào nó là hình thoi thì nó sẽ là điểm neo góc. Còn cái nào nó sẽ là điểm neo trơn thì ở đây là có hình vuông. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Năm cái điểm đấy nó sẽ là hình trơn. Nhưng mà với những cái điểm neo góc thì nó sẽ cho phép chúng ta, nó sẽ có hai cái đường chỉ hướng ở hai bên và chúng ta sẽ có thể chỉnh hai cái bên đấy tùy thích. Còn với cái điểm neo trơn như thế này thì hai cái điểm đấy nó phải luôn luôn thẳng. Đấy, các thầy cô thấy không ạ? Nó luôn luôn thẳng. Có thể là một bên nó dài, một bên nó ngắn, nhưng nó luôn luôn thẳng. Nhưng những cái khác thì nó sẽ không cho phép một bên dài, một bên ngắn. Đấy, ví dụ như cái điểm như thế này thì nó sẽ luôn luôn là bằng nhau. Thì đấy là cái cách vẽ. Ngoài ra thì nhiều khi chúng ta cũng có thể sử dụng cái công cụ pen, mà sử dụng cái mốt vẽ này cũng khá là tiện cho chúng ta đấy. Nhưng mà chúng ta muốn vẽ cái gì đấy, ví dụ như trái tim chẳng hạn. Đây, trái tim thì cái này thì nó sẽ xác định các cái điểm phía bên ngoài. Đấy, ở đây thì trong cái hình này trông rất là tròn trịa đúng không ạ? Và muốn nó trở thành trái tim thì chúng ta phải đưa cái này thành điểm neo góc. Cái công cụ mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất, các thầy cô cũng cố gắng là biểu diễn cho học sinh cho nó tốt ấy, là cái này. Để xóa nhanh trong cái quá trình mà mình vẽ là mình sử dụng phím xóa trái nha. Đấy. Như thế này, trông nó khá là mềm mại. Còn những cái mốt vẽ khác thì các thầy cô có thể tự coi và tự xem. Thì đấy là cái đầu tiên nên tương ứng với cả việc vẽ đơn giản. Cái công cụ tiếp theo mà mình có vừa mới nói đấy là cái công cụ tinh chỉnh đấy, nhọn nhọn đấy. Thì ngoài ra ấy là ở đây chúng ta sẽ có, khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ tinh chỉnh thì ở đây chúng ta sẽ có một lô một lốc các cái nội dung ở đây mà chúng ta có thể sử dụng. Thông thường ấy,
thì hay sử dụng nhất là ví dụ như thêm điểm neo hay giảm điểm neo, đổi cái dạng điểm neo trơn và điểm neo góc. Đấy là hai cái cụm mà chúng ta rất hay sử dụng, bởi vì chúng ta mới cho học sinh vẽ ở cái mức độ đơn giản. Nếu như mà sử dụng với những cái mức mà nó cao hơn, nó khó hơn ấy, thì sẽ phải thêm những cái nội dung còn lại. Còn ở cái mức đơn giản của học sinh thì hầu như chúng ta chỉ các em ấy chỉ cần sử dụng đến hai cái này và cái bọn neo trơn neo góc này thôi. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ luôn cái việc vẽ một cái lá bằng cách bằng cái cách đơn giản là sử dụng cái điểm neo trơn và neo góc. Thì trong cái việc là tạo ra cái đối tượng dạng đường thì ngoài việc là sử dụng công cụ pen hay sử dụng công cụ bút chì để vẽ, chúng ta còn có một cái nữa là chúng ta convert, tức là chúng ta hoán đổi từ một cái đối tượng thông thường sang một cái đối tượng dạng đường. Ví dụ như ở đây mình vẽ một cái hình chữ nhật, đúng không ạ? Hình chữ nhật, đây là một cái đối tượng hình chữ nhật nhá. Các bạn nhìn thấy là có hình vuông này, nó là cái hình chữ nhật. Và muốn đổi nhanh nó thành một cái đối tượng dạng đường thì chúng ta làm như sau: chúng ta chọn vào cái công cụ tinh chỉnh và chúng ta chọn cái biểu tượng này. Cái biểu tượng này là chuyển một cái đối tượng thành đối tượng đường, hay chúng ta có thể sử dụng cách khác. Chúng ta chọn cái đối tượng này nha. Đây, ta có thể chọn cái lệnh là object to path, nghĩa là sẽ sử dụng đổi một cái đối tượng sang dạng đường. Chúng ta có thể bấm vào cái này và chúng ta chọn cái này chính là cái phím tắt đến cái object to path, tương tự như vậy. Hoặc chúng ta có thể bấm luôn cái tổ hợp phím là shift control c để nó đưa cái này thành đối tượng dạng đường. Đấy, mình bấm một cái thì ta thấy ngay là cái sự biểu diễn của nó là thay đổi, đúng không ạ? Làm lại nha. Đây, hiện giờ nó đang là một cái đối tượng thông thường. Nó được biểu diễn bởi hai cái xác định điểm trên dưới và trái trên và phải dưới, và cái vị trí này để biểu tượng cho góc cong. Bây giờ khi mà chúng ta bấm vào cái này thì nó sẽ thay vì nó là một đối tượng hình khối, nó sẽ được chuyển sang đối tượng dạng đường. Bấm một cái và ta thấy nó thay đổi ngay, đúng không ạ? Nó trở thành cái hình có 4 cái điểm neo ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ, đây là chúng ta có sử dụng cái gộp. Cái này là hai cái điểm neo, chúng ta đổi nó thành một cái. Bớt cái này đi. Sau đó là chúng ta cho hai cái đằng dưới, đây là đang minh họa cho cái hình vẽ lá, thì chúng ta sẽ đổi hai cái này thành hai cái điểm neo cong. Thì khi mà chúng ta sử dụng trên nhiều điểm neo ấy thì chúng ta có thể chọn luôn các cái điểm neo đấy, những cái điểm nào mà sẽ được chỉnh sửa ấy, thì nó sẽ đổi sang màu xanh. Các thầy cô chú ý những đấy ạ, nó sẽ đổi sang màu xanh, còn cái đằng trên nó vẫn là màu ghi đây. Thì khi này mình bấm vào đây thì cả hai cái này nó sẽ cùng chuyển sang cái màu, sang cái điểm neo trơn. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể thực hiện lần lượt từng cái một. Chúng ta có cái hình cái lá, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ pen để chúng ta vẽ thêm cái lá cho nó, cái gân cho nó. Đây, kể cả ví dụ như bình thường các thầy cô vẽ như này, và cái này thì chắc chắn nó trông không có vẻ là gân lắm, đúng không ạ? Nhưng cũng chẳng sao cả, chúng ta vẽ xong này thì chúng ta thực hiện, chúng ta chỉnh sửa đi là được thôi. Chúng ta đưa nó vào đây. Trông nó giống cái lá hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Thế còn nếu như mà chúng ta mà vẽ ngay từ đầu ấy, ta sẽ như thế nào? Nó sẽ giống người cái cây.
hoàn toàn có thể chỉnh sửa đằng sau đấy. À, các thầy cô cũng nhớ luôn là ngoài việc là bấm trực tiếp vào cái đường cong để mà cái điểm neo để mà chúng ta chỉnh, thì chúng ta còn có thể di cái con trỏ, mua cái con trỏ ấy, lên cái đoạn cong, và sau đó chúng ta nháy chuột và chúng ta giữ, chúng ta kéo đi, thì chúng ta cũng sẽ làm thay đổi cái tương ứng nhé. Đây, rồi như thế. Nó cũng sẽ thay đổi đi. Như là lúc đầu mình vẽ một cái đoạn thẳng như thế này. Xong rồi, bây giờ mình muốn cho nó cong, mình muốn đổi nó thành cái đoạn cong, thì mình cũng sử dụng công cụ tinh chỉnh, mình di cái chuột lên cái đoạn đấy và mình kéo đi là nó cũng sẽ thành cái đoạn cong như thế này. Thì đấy là cái đường cong. Chỉ được thế thôi. Xem là trong cái phần này chúng ta sẽ thực hiện cái đối với cảm chỉ có thế thôi đúng không nào? Rồi, bây giờ là đến cái còn lại là cái công cụ văn bản. Công cụ văn bản thì không có gì đúng không ạ? Công cụ văn bản khá là đơn giản, trong ở mức này chúng ta cũng đơn giản thôi. Ta có chọn vào cái công cụ nhập văn bản ở phía bên này, ở cái chữ A. Sau chúng ta nhập vào đây. Thì ở đây là chúng ta sẽ được phép thay đổi cái nội dung ở phía đằng trên. Như kiểu là phông này, kiểu chữ này, cỡ chữ này, cái cách đo này, rồi là cái giãn dòng này, rồi là căn chỉnh của cái đoạn văn bản đấy so với cái phần còn lại này, rồi là kiểu nhỏ hay là bình thường. Cái subscript là để đằng trên, cái đằng dưới, cái này là để ở phía đằng dưới. Nó nhỏ xuống và để xuống dưới. Cái phía bên này là tương ứng với cả các cái bên này là tương ứng với giãn giữa cái khoảng cách giữa các letter, tức là giữa các cái ký tự này, rồi giữa các từ này, rồi giữa hai cái đoạn với nhau, giữa các cái dòng với nhau. Thì các thầy cô có thể gõ một đoạn rồi làm thử thì sẽ thấy tất cả các cái nội dung này. Thì cái này thì cái phía đằng sau này, cái này thì cái cuối cùng này thì có cái chú ý là nếu như mà chúng ta muốn quay ấy, thì khi mà chúng ta quay, chúng ta chọn tất cả cái nhóm này mà chúng ta quay một lượt, thì ta thấy là tất cả những cái bọn này nó sẽ đều quay cùng một góc. Thế cho nên nếu như mà chúng ta muốn là nó quay, nó tạo thành các cái dòng chữ khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái giá trị góc ở đây. Ví dụ như là ở đây chúng ta muốn này cong hơn để mà trông cho nó cong hết cả lại thì chúng ta sẽ tăng nó lên. Đây. Thế này trông nó sẽ cong hẳn xuống đúng không? Hay là thậm chí là nhiều hơn nữa thì nó mới tạo ra được cái hình vòng cung cho một cái chữ. Và nếu như chúng ta muốn thay đổi ở đây, thế còn đối với cả cái phần văn bản này ấy, thì có cái đoạn mà chúng ta hay được áp dụng để sử dụng nhất, đấy là cái việc là đưa cái đường cong lên trên, đưa cái đoạn văn bản lên cái đường cong. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ đưa nó lên cái đường cong lá này chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng là con tắt. Đấy, thì ta sẽ thấy là nó sẽ lấy lên đây để bỏ ra, thì chúng ta sẽ sử dụng cái remove from path nhé. Đây mình sẽ vẽ một cái đường cong để chọn. Đây. Cái này. Thì ví dụ như trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy là cái chữ trông nó sẽ như này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái là để cho cái
nó không bị hiện cái hình đấy nữa. Thì chúng ta sẽ cho cái đường cong này này, nó chọn cái đường cong này này, và chúng ta cho nó là nó không tô cái đường viền của nó nữa, tức là bỏ cái màu vẽ của nó đi, thì chúng ta sẽ thu được cái hình nó trông chỉ còn lại cái đường trong cái phần chữ mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái phép này để trông cho nó thu được các cái hình trông nó khác nhau đi, các cái thứ tự của cái trong ngoài đường cong ấy, cái văn bản đối với đường cong nó sẽ khác nhau. Đấy là cái cách để mà format cho cái đoạn văn bản. Và với cái việc cho lên cái đường cong ấy là cái mà chúng ta thường hay sử dụng nhất. Thế nhiều khi ấy, là cái đường cong khi mà chúng ta vẽ cả một cái đường to ấy là nó sẽ không theo đúng như là chúng ta mong muốn. Tức là ví dụ như là chúng ta có một cái lá to này, chúng ta muốn nó hiển thị ở đây, mà chúng ta lại mà nó lại cứ hiển thị bên này, thì nó sẽ không như chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Cái cách làm đơn giản đấy là ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng với cái đường này á, các bạn cắt đi, các thầy cô cắt đi để chỉ còn lại cái đoạn mà chúng ta mong muốn lên thôi. Ví dụ như là với cái lá như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phép cắt ở phía đằng trước ấy, chúng ta vẽ mấy cái hình chữ nhật, cái hình tròn, cái hình gì đó ra, chúng ta cắt bớt cái đường cong của cái lá, hay là chúng ta sử dụng cái một cái hình chữ nhật ở đấy, chúng ta vẽ vào đây và chúng ta sử dụng cái phép cắt tát ấy để chúng thu được cái đoạn đường cong tương ứng, thì chúng ta sẽ thu được cái kết quả nó đúng như là chúng ta mong đợi. Đi xuống bài này nữa nhỉ. Nhìn chung là bài này thì nhìn chung chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái quả dưa hấu này cho các thầy cô nhìn nhé. Đối với cả cái quả dưa hấu thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Lúc trước là mình đang có cái này sẵn rồi. Đây thì cái này thì các thầy cô đầu tiên là vẽ nick quả cái hình này. Đầu tiên là chúng ta có cái hình màu xanh ở đằng dưới, đúng không ạ? Sau đấy là màu đỏ ở đằng trên và các cái hạt. Sẽ vẽ nội dung tương tự như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta vẽ một nửa hình tròn tương ứng với cái đằng dưới. Miếng thơ đằng dưới. Đây, ta sẽ tô màu xanh đậm nhé. Đậm. Sau đó là sẽ đến nửa hình tròn đằng trên tô màu đỏ. Để cho dễ dàng là mình sẽ tạo ra một bản sao. Tạo ra một bản sao bằng cách nhấn phím Ctrl D. Sau đó là thu nhỏ. Là được phần dưa hấu rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái hạt. Thì đơn giản thôi đấy. Chúng ta có cái hình ở phía bên ngoài này rồi, thì chúng ta xài luôn cái hình cái lá này. Hạt nó tương tự như này mà. Cái lá này. Đó. Chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại thôi. Tiếp theo là tô màu cho cái hạt này, chắc phải màu này nhỉ? Đấy, cứ màu này. Dạ. Tiếp theo ấy là để tạo ra cái phần bóng cho nó thì mình sẽ bản sao của cái này. Mình sẽ tô màu dưới này nhá. Thì cái này thì chúng ta để cho đơn giản là chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc này. Và ta sẽ chỉnh cái màu chuyển sắc, cái chuyển sắc cho cái đấy. Và thay vì nó là như thế này thì chúng ta sẽ cho cái phần bằng bên này là phần trắng. Nó cần phải tạo cái vệt bóng thì nó sẽ bên cái phần bên này nó là phần trắng, và nó sẽ đổ sang cái màu còn lại dưới bên kia.
Cô ơi. Sáng hai đứa đi học về chỗ bạn quá thì tao nghĩ mày bảo nó mép nó ở nhà thầy mẹ mà đút nó ấy mất tiếng hay sao cô ạ? Alo các thầy cô khác tắt hết đi ổn alo đấy. Chờ một chút để mình kiểm tra lại mình sẽ làm. Các thầy cô có nghe được không ạ? Bây giờ nghe được rồi cô ạ. Có một đoạn này. Thế thì các thầy cô chỉ cần tô cho cái đấy nó màu cho màu trắng hoặc là màu ghi ghi một chút cũng được. Để sử dụng cái công cụ của cái này. Đấy. Sau đấy là chúng ta sẽ đưa cái hình này lên tính năng trong để cho nó khi mà chúng ta phóng to ra thì trông nó không được hạt lắm, nhưng mà khi mà chúng ta cho nó nhỏ lại thì trông nó cũng đấy, có thể có thấy không ạ? Khi mà trông nó nhỏ lại thì trông nó cũng có vẻ hạt rồi. Nếu như mà không yên tâm thì chúng ta có thể cho nó nhỏ lại chút nữa hay là gì đó. Đại khái là như thế. Sau đấy là chúng ta để cho nó dễ làm ấy, không bị lỗi thì chúng ta sẽ thực hiện là đặt bút nó vào để làm hai cái hình này nó không, ta không phải lo lắng là khi mà chúng ta cầm chúng ta kéo nó đi ấy thì nó bị lệch. Cái hạt này khá nhỏ so với cả cái miếng dưa cho nên mình sẽ cho nó to lên một tí. Đấy thì chúng ta quay nó đi và chúng ta đã nó vào các cái chỗ thôi. Ở đây thì như là nói là mình không có hướng dẫn cho các em học sinh lớp 10 làm cái phần ở trong cái tab transform, cho nên là các cái này là ta đều phải làm bằng tay hết. Cảm ơn con nha. Do vậy là chúng ta cứ làm đơn giản là chúng ta chọn vào cái hình này, xong chúng ta có thể cầm không vậy, muốn C để mà chúng ta copy nó, rồi chúng ta di chuyển chuột đến cái vị trí mà chúng ta muốn dán ấy, ta nó sẽ tự động nó vào đúng cái vị trí đấy thôi. Thì nó tròn một chút, nhưng mà nhiều khi là chúng ta cũng cố tình là làm cho nó không không được đều lắm để trông cho nó giống cái quả dưa thật, thì quả dưa thật nó cũng không phải là đều lắm đâu. Thì ở đây là để cho nó dễ là chúng ta sẽ làm cái nửa bên này này và chúng ta chỉ việc lật nó theo phương ngang như thế này thôi, chứ chúng ta không phải quay nó lại làm gì cả. Lát nữa chúng ta có thể chỉnh nó một chút ở cái phía đằng trong sau. Đấy. Cô Thanh Trúc tắt mic đi. Đấy là thế thì tôi sẽ được quay một chút xíu thôi mà. Được, mở mic đâu. Thì các thầy cô nhớ là nên để cho nó dễ làm ấy, là các thầy cô có thể đây phóng to nó lên như này thì mình sẽ làm khá là dễ trên một cái hạt nhỏ. Nó cứ nháy chuột lên hình là nó sẽ thay đổi cái vị trí của nó đi nhá. Sau đấy là chúng ta dán thêm vài cái hạt nữa vào đằng trong. Lỡ tay ấy, thì mình lại bấm Ctrl Z về vị trí cũ. Bài này thì là bài ở nhà chứ em làm hơi lâu một chút. Micro hơi nhỏ cô ạ. Đại ý là như vậy, tóm lại là chúng ta chỉ việc làm vài cái hình như thế. Thì
ở đây ấy, là chúng ta sẽ thu được cái phần trường hợp thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là cắm nó đi. Từ đây thực hiện việc cắm nó nha, bằng cách là về cái hình của tròn, cái hình tròn này nó đang bị một nửa, cho nên chúng ta sẽ làm cho nó tròn bằng cách là lấy ra cái hình tròn này, đúng không ạ? Đấy. Đấy là chúng ta sẽ bấm Ctrl D để nó tạo ra dạng bàn sao. Ta làm sẽ tạo ra các cái biến cắn khác nhau nè. Các thầy cô nhớ là tận dụng cái thằng Ctrl D này để cho để mình làm việc cho nó nhanh. Đấy, cho nhanh được rồi. Sau đấy là chúng ta sẽ gom tất cả cái bọn này thành một cái hình. Làm như này để tạo thành cái biến cắn ở đây, đúng không ạ? Tạo giải khá là như thế nhé. Và như vậy các thầy cô sẽ chỉnh lại cho nó đẹp sau. Đây, thì chúng ta sẽ làm như này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta cắt cái bọn này cho cái bọn bằng dưới. Thì để làm như thế, đầu tiên là chúng ta nên tạo ra vài cái bản sao, bởi vì ở đây chúng ta chú ý là cái hình này là nó sẽ có nhiều lớp khác nhau. Do vậy làm vài lần, ví dụ như ở đây là đầu tiên là thực ra chỉ có hai lớp thôi, là đầu tiên là chúng ta sẽ cắn cái phần màu đỏ một lần. Do vậy là chúng ta sẽ thực hiện là màu đỏ và cái bọt biến cắn ở đằng trên. Chúng ta thực hiện cái việc là loại cái phần mà nằm ở giữa đi, chỉ còn lại cái phần kích phần thôi. Thế thì ta sẽ thấy là nó hiện ra cái màu xanh ở đây. Thì cái đằng này này. Đấy. Rồi ta chọn nó với cái phần màu xanh. Cắn thêm lần nữa và nó sẽ hết. Đó đi. Thế thôi, thế là chúng ta đã có được cái miếng dưa hấu rồi. Các thầy cô có thắc mắc gì về cái miếng dưa hấu nữa không? Thế còn ví dụ như là các cái chữ mà chúng ta muốn viết thêm vào ấy, thì chúng ta sẽ viết cả một chữ. Sau đây chúng ta sẽ viết cả cái đoạn đấy. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta tô màu khác nhau cho từng phần. Để thực hiện là tô màu khác nhau cho từng cái đoạn chữ này. Sau đấy là ví dụ như cái cụm chữ này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dịch xuống theo chiều thẳng đứng. Cái đoạn này dịch xuống theo chiều thẳng đứng, dịch dần xuống. Thế là xong. Thì đấy là đối với cả bài vẽ cái miếng dưa hấu. Thế còn ví dụ như với cái bài vẽ cái cỏ bã lá này chẳng hạn, thì cũng khá là dễ. Chúng ta có thể vẽ cái trái tim phía đằng trước, chúng ta tạo ra bốn cái bản sao, rồi chúng ta tô màu chuyển sắc cho nó và ghép nó lại. Đây, ví dụ như là đại khái là cái như này, thì chúng ta sẽ thực hiện tô màu chuyển sắc cho nó bằng cách là thay đổi cái này, cái hình trong cái hình đấy là chúng ta sẽ tô màu từ đậm từ tâm ra, đúng không ạ? Thì các thầy cô là đây, đây ví dụ như này, đây là vừa rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tô màu cái màu này là màu xanh đậm, màu này là màu này đi, tùy vào cái màu mà mình chọn thôi. Đấy, thì ví dụ như này trông cũng tạm tạm rồi, đúng không ạ?
Thế nhưng mà muốn cái hình trái tim đẹp hơn, chúng ta chỉ việc sửa lại cái vị trí cho nó là được thôi. Rồi đấy, thế là xong cái bài tiếp theo. Còn đối với cả bài cuối cùng là bài vẽ vẽ hộ sách về cái một chút hộ sách đó, để cho cái mở cái bài để ra ra xem. Thì trong cái bài cuối cùng là cái bài thiết kế cái poster cho cái hộ sách này thì các cái nội dung chi tiết thì cũng đã có rồi. Ở đây ấy, thì chỉ có cái mà chúng ta sẽ phải chú ý làm ra trong cái này thì cũng cứ các thầy cô cứ làm y như là hướng dẫn thôi, chứ không có gì được cả. Thì không? Các thầy cô chờ. Trong cái bài đây cho nên là mình đang phải vẽ nó anh vậy. Trong cái bài cuối cùng là cái bài vẽ cái vẽ cái poster, cái tờ rơi cho cái hội sách này thì ở đây thì không có gì khác thường cả, đúng không ạ? Chỉ có điều là để mà vẽ nó cho nó trông nó thật ấy thì các thầy cô sẽ chú ý một vài cái điểm. Đây thì như là các thầy cô thấy là ví dụ như muốn cái quyển sách này mà trông cho nó đẹp ấy thì chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta sẽ làm thêm một cái phần G ở phía đằng ở phía đằng bên tay tay trái để trông cho cái bên tay trái của nó là nó sẽ có vẻ là nó đậm màu hơn ấy. Thì đây là chúng ta sẽ làm theo cách bình thường là ta sẽ thực hiện tô màu cho nó. Đây ví dụ như mình vẽ cái hình này, tô màu cho nó. Ta phải chú ý là đây, ví dụ như thế này, mình chọn màu xong, chắc chắn là không bao giờ cái phần mềm nó bị sai đâu. Với những cái nội dung như này, khi mà chúng ta chọn màu xong mà không thấy nó lên màu, thì ta sẽ nhìn ngay sang cái phía bên này, nhìn thấy cái alpha nó bằng 0, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta tô màu rồi, thì chúng ta sẽ để làm cho nó dễ nhé, là các thầy cô chú ý là sẽ thường xuyên sử dụng cái sao chép tạo ra bản sao Ctrl D. Mình vừa bấm Ctrl D rồi và do vậy là nó sẽ tạo ra một cái hình ở phía đằng trên, tạo ra một cái hình đằng trên. Cái hình này sẽ giúp cho mình làm cái thanh mà nó hơi màu đậm hơn đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta co cái hình này lại theo chiều ngang. Thì lúc này là nó mới tạo ra một bản sao, mình sẽ co nó lại theo chiều ngang thì nó sẽ làm rất là dễ. Sau đó mình sẽ tô màu chuyển sắc cho cái hình này bằng cách là mình bấm vào đây thì hiện giờ nó sẽ chuyển từ cái màu chuẩn của cái gáy sách sang cái màu trong, và như thế thì chả có ích lợi gì lắm. Do vậy là chúng ta sẽ tiến hành chỉnh cái màu của cái này bằng cách là cái phần gáy trong cùng ấy thì ta chọn cái màu nó đậm hơn. Do vậy là ta bấm nó vào đấy thì ta sẽ chọn, ví dụ như là ở trên cái khu vực này, ta thấy là hiện giờ nó đang ở cái mức độ sáng như này, ta di nó về phía bên trái một chút thì nó sẽ được cái màu đậm hơn đấy, cô thấy không ạ? Mình chọn trên cái HL này này, trên cái hệ HL này này, và đây mình bấm cái Z này. Cái màu cũ của nó là cái màu G
giống như là ở đằng trong. Do vậy là để chọn được cái màu đậm hơn thì chúng ta chỉ cần giảm trên cái thanh L một chút, ngừng cái độ sáng thì nó sẽ thu được cái màu đậm hơn ngay. Thế thôi, là đơn giản. Các bạn có thấy chưa? Nó đã đậm màu hơn rồi đấy. Các cô thấy nó đậm màu hơn không ạ? Đúng là như vậy. Giảm được thế thôi. Đây thì vì cái này màu nó hơi đậm nên mình sẽ chọn cái này với khác. Sáng này phải chọn. Cái này là mình vẫn còn để Việt. Làm nó chỉ có thế thôi, cũng đơn giản thôi đúng không ạ? Thế còn ví dụ như là muốn tạo ra cái vạch này này thì để cho nó dễ chúng ta lại cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta chọn cái hình ở đằng ngoài, chúng ta sử dụng căn trong D này, sau đấy là chúng ta co nó theo phương thẳng đứng. Ở đây thì nó sẽ có thể bị bắt dính, thì các thầy cô tắt cái snapping này đi, tắt cái chế độ bắt dính này đi thì nó sẽ không bị cái chế độ bắt dính đi nữa. Ta làm cho nó cái ngắn ngắn như này đúng không ạ? Rồi sau đấy là chúng ta sẽ kéo nó xuống phía dưới, tô màu bằng màu khác nha. Tô màu bằng màu này, trông cho nó giống mấy cái quyển của các cụ văn kiện đảng chẳng hạn. Thì tùy vào màu và tùy vào các thầy cô chắc cũng nhiều người có thẩm mỹ cao, chúng ta chọn được cái màu sao cho nó phù hợp, nó đẹp, trông thì nó sẽ đẹp hơn. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa bằng cách ấn phím ta xuống D cho nó xuống phía dưới, nhìn cho nó rõ, ta phóng to nó ra, muốn nhìn tổng quan ta tắt nó lại, muốn là để những cái hình mà nó gần sát nhau và nó không bị chập vào nhau thì ta nhớ là tắt cái snapping bên này đi. Thế là nếu như muốn tạo một cái to hơn, dày hơn ở phía đằng dưới thì chúng ta paste xuống đằng dưới rồi chúng ta tăng cái độ dày của nó. Tóm lại là chúng ta cứ sử dụng cái tăng độ dày và tức là đây thì chúng ta sẽ ra được cái độ chiều dài chiều rộng của nó chắc chắn là khớp với nhau rồi sau đây chúng ta thay đổi đi một chút sẽ dễ dàng. Đấy. Thế tương tự như thế là đối với cả cái đoạn ở giữa này, nó là có cái đường gạch gạch này thì tùy các thầy cô có thể thực hiện là các thầy cô vẽ một đoạn, sau đấy là chúng ta điều khiển trên cái này để chúng ta thu được cái hình như là mong muốn. Hoặc là nếu không thì chúng ta sẽ đấy, các thầy cô mình xác nhận vào trước nhé. Kết quả đấy như thế này. Còn nếu không thì nếu như cẩn thận thì các thầy cô có thể thực hiện vẽ các cái hình chữ nhật, sau các thầy cô tự điều khiển thì trông nó cũng rất là đẹp thôi. Đây được một cái gạch này, rồi chúng ta vẽ thêm một cái gạch nữa này, nó di ra xuống dưới. Mỗi lần mà chúng ta copy một cái gạch mới thì chúng ta lại bấm vào trong đây một lần, hoặc là chúng ta bấm Ctrl V rồi chúng ta bấm Ctrl V ở đằng dưới. Đấy. Cách làm là như vậy. Các thầy cô có thể tùy chọn. Đây là cái bên này là sử dụng mà.
Đây. Mắt setup style. Ở bên này. Các hình chữ nhật. Lỗi á. Hay bị lỗi nhỉ? Cái bên này là mình sẽ sử dụng cái hình chữ nhật, còn bên này là mình sẽ format nó sử dụng cái stroke style. Thế thì chúng ta đều có thể sử dụng các cái cách khác nhau để chúng ta vẽ ra cái đoạn đường, cái đoạn trắng trắng này ở giữa. Thế thôi. Thế còn các cái nội dung khác thì nó sẽ thực hiện theo đúng các cái bước lần lượt mà mình đã mô tả rất là chi tiết ở phía đằng trong trong cái hướng dẫn này. Trong đấy thì các thầy cô có câu hỏi gì liên quan đến cái bài phía cuối này nữa không? Cô ơi, cho em thử hỏi chị ạ. Cô hỏi đi ạ. Chia sẻ màn hình để cô như cố chỉ như dần kết thúc. Cái mic bên đấy hình như thế nào? Nó hơi khó nghe. Cô nói lại một chút được không ạ? Dạ, em có thể chia sẻ màn hình để như cố hướng dẫn cái trường hợp để mà nó bị tố cả màn hình lên được không ạ? Vâng, cô thử chia sẻ đi ạ. Sẽ stop sharing nhé. Dạ, được cho cô. Dạ, được rồi cô Thúy đúng không ạ? Cô Thúy chia sẻ đi ạ. Nhìn tin nghĩa thì bảo là lịch sự chưa? Nó sẽ có bao cả cái đó luôn ạ. Cả cái luôn ạ. Cái này là bởi vì chúng ta đang có cái hình ấy, nó chưa phải là một hình kín. Tức là khi mà chúng ta muốn tô đằng trong ấy, là chúng ta sẽ phải tô một cái hình kín. Xin lỗi cho mình. Thì em ở trong trường hợp này không phải là tô cả cái hình đó mà em làm cái giấy của cái bông máy ấy. Đúng rồi, thì ở đây ấy, là chúng ta sẽ chú ý là chúng ta đang tô, cái này là tô màu tô. Thì ở đây nếu như mà muốn chỉ tô cái dây thôi ấy, thì mình sẽ bấm vào cái dấu x ở bên đằng dưới thế này để tắt cái đây rồi. Xong bây giờ mình giữ phím shift và mình giữ vào cái và mình nháy vào cái màu đen, làm dây màu đỏ thì tô màu đỏ. Được ạ. Thế thì bây giờ bạn quay sang bạn nhìn trong cái ô fill and stroke để xem là cái alpha của mình nó có bằng không hay không. Ta bấm vào cái mục stroke pen đi. Xong rồi chọn một cái màu ở trên này xem nó sẽ ra như nào. Cái alpha là màu 100 rồi. Cái này là đã vẽ màu rồi đúng không? Remote nào để mà làm được gì? Phải chọn đối tượng trước chứ chị. Đối tượng vẫn đang ở đây à? Chúng ta phải chọn cái đối tượng. Bạn bấm phím S đi. S à? Xong rồi chọn cái màu cho cái... màu
em để nếu như là bấm nhanh là có thể giữ phím shift. Bấm enter xem nào. Giữ phím shift và chọn một cái màu nào đó cho cái đấy nhá. Giữ phím shift, cái bản giữ phím shift đi. Rồi. Bấm màu đấy. Giữ phím shift rồi đúng không? Thế nó không lên màu à? Đây rồi. Chỗ này nó rõ rồi nhá, là bạn chỉ đặt lại cái màu viền và cái màu nền đặt bằng rộng đã xong. Vâng đúng rồi. Và ngoài ra thì ở đây là có chú ý đến cái nội dung mà chúng ta cần phải chú ý thêm, đấy là với cái khi mà chúng ta tô cái viền ấy thì luôn luôn phải để ý thêm cái độ dày của cái viền. Nếu độ dày mà nó để là không thì nó sẽ không có viền. Chúng ta sẽ phải để cái viền là cái quai ở trong cái stroke style này. Ngoài ra là chú ý cái màu của nó là để cái alpha của nó lớn hơn không. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ, alo, cô cho em hỏi xíu ạ. Vâng, hỏi đi. Dạ, em xin hỏi mọi người cho em hỏi xíu ạ. Tại em vẽ cái miếng dưa hấu, nhưng mà khi em cắt, em vẽ thành hình tròn. Em vẽ đường tròn, xong rồi em sử dụng đất cô lên cắt. Thì nó lại để cái viền đó cô. Cái miếng cái lát cắt của em nó không có, nó là một màu mà nó có cái viền, em đã chỉnh cái viền cho cái đối tượng đó vậy đó cô. Thì khi cắt xong á, cái phần đường em cắt đó, nó lại có cái viền đó cô. Em muốn có cái viền đó, em không cắt được như cô. Thế à, bạn kiểm tra lại xem là có đúng là mình đã bỏ viền chưa? Trên cái đối tượng mới mình cũng cần phải bỏ viền. Trên cái đối tượng em cắt là em không có chỉnh viền đó cô. Để. Yeah. Thì đầu tiên là mình sẽ vẽ cái đối tượng đúng không? Và cái đối tượng đấy thì mình không để viền đúng không nào? Dạ, thao tác của đấy. Em là em sẽ vẽ một cái em sẽ vẽ một cái hình tròn màu xanh lá cây để làm cái viền đậm nhất bên ngoài. Sau đó em vẽ một cái đường, em sẽ vẽ một cái hình tròn có cái màu đỏ, có cái viền xanh lá mạ nhỏ một xíu cho nó giống với lại cái hình sách giáo khoa đó cô. Không, nếu như mà chúng ta muốn vẽ thêm một cái viền nhỏ ấy, thì chúng ta lại vẽ thêm một cái hình màu xanh tới. Đúng rồi, chứ nếu như mà chúng ta vẽ cái màu đỏ và có viền ấy, thì khi mà cắt ấy, nó sẽ ra viền là đúng rồi. Dạ, dạ, rồi. Dạ, cô ơi, cho em hỏi. Dạ, em hỏi hai ý cô. Dạ, thứ nhất là cái khung ở giữa mà màu đen gọi là trang in nó có tác dụng gì? Với lại cô chỉ giúp em là cái công cụ cắt hình mẫu trong sách giáo khoa để đưa vào để mình quan sát và mình thực hiện cho nó giống. Dạ em có hai câu hỏi đó, cô giúp em với ạ. Cái trang in nên là cái thông thường, ví dụ như là mình in ra và mình không có set up thêm một cái gì thì nó sẽ tương ứng với cái trang in đó. Là những cái hình nào mà nó nằm trong trang in thì nó sẽ in được ra, mình nó sẽ in được. Thế còn ví dụ như là để nó ở phía ngoài thì nó sẽ không in những cái hình đó. Cái thứ hai là cái công cụ cắt là gì thì mình chưa hiểu rõ câu hỏi. Là cô hay lấy mấy cái hình mẫu trong sách giáo khoa để cô đưa vào trong cái công cụ Inkscape này luôn để cô vẽ. Thì ý là em muốn. Dạ. Thì vẽ thì nhưng mà mình đang muốn minh họa cái gì ấy. Ví dụ như là cái miếng dưa hấu hồi nãy trong sách giáo khoa nó có hình sẵn trong sách giáo khoa nè, là cô lấy cái hình chuẩn trong sách giáo khoa luôn, cô đưa vào trong cái bài không, thì đó mình vừa mới, thì mình vừa mới vẽ luôn đấy. Tức là cái việc vẽ cái miếng dưa hấu đó thì nó cũng rất là nhanh và mình vừa mới vẽ thực hiện vẽ luôn cái miếng dưa hấu đấy.
Dạ, ý vậy là mấy cái hình mà hồi nãy giờ cô đưa vào, ví dụ như hình hội chợ sách rồi là hình đó cô vẽ và có sẵn đó chứ không phải là hình cô cắt trong sách phải không cô? Đúng rồi, mình dạ vẽ. Dạ. Dạ, em cảm ơn cô. Mình chỉ thi thoảng cô ơi, cho em hỏi cái câu ạ. À, các bạn rất nhiều bạn cài vào phần mềm mới ra cho nó toàn ra tiếng Việt ấy ạ. Ô thế à? Có cài được tiếng Việt à? Mình có nghĩa đây là rất nhiều bạn, em thì cài được tiếng Anh rồi nhưng mà nhiều bạn hỏi cài toàn ra tiếng Việt thôi, em cũng phải cài đến lần thứ ba mới ra được tiếng Anh, còn đợt toàn ra tiếng Việt thôi. Phần mềm nó có một chức năng để cài đặt ngôn ngữ mà. À, vâng đúng rồi, em cũng chọn cái đấy thì đến lần thứ ba em cũng mới cài ra được. Cái Windows của mình ấy, Windows của mình mà đặt chế độ là tiếng Việt ấy, thế nào đó thì nó chọn mặc định là tiếng Việt. Còn nói chung là Windows mà mình đặt tiếng Anh thì nó sẽ chọn tiếng Anh. Đây là mặc định, mình có thể vào mình sửa lại được. Vâng sửa được nhưng em thấy lạ là cứ phải cài đến vài ba lần đúng nữa. Không, em thử em chọn tiếng Anh rồi. Cài một lần là được ngay, cần gì phải cài hai ba lần. Cài một lần là xong. Mình cài ấy. Thì khả năng là nó có cái lúc mà mình thầy ơi cho em hỏi bây giờ mà giờ nó đã cài lên tiếng Việt còn giờ là sao chỉnh lại cho nó ra tiếng Anh thầy. Đây mình làm hộ các bạn luôn nhé, đây. Thầy chia sẻ lại đi ạ, bởi vì nhiều người em thấy rất nhiều người hỏi đấy. Đây nhé, đây này. Mình đang chia sẻ cái máy của mình đây nhá, đây này. Và cái bản đây này. Đây là trên máy mình đang chạy cái bản Inkscape mà mới nhất nhá. Thì có bạn hỏi cái bộ cài ấy thì thực ra là bộ cài này mình đao trên trên trang chủ của cái sketch thôi, cho nên là mình đã đặt cái link ở trong thì cô đặt lại cái link ở đây nhá, đây là cái mình, các bạn nhìn thấy chưa? Thấy rồi thì các bạn vào chỗ edit này, các bạn vào cái lệnh là preferences, thấy không nào? Nhé, edit này, edit nhá, còn lại này vào edit này, xong vào cái lệnh cuối cùng của nó là lệnh là preference, thấy chưa? Vào đây nhé, vào đây thì nó ở ngay đầu nó có cái chỗ là đây là interface thì phải, interface nhé, language này đó, thì ở đây chúng ta chọn được chúng ta có thể chọn ở đây mặc định đây là tiếng Anh này, chúng ta có thể trỏ xuống chúng ta sẽ tìm được tiếng Việt ở phía dưới này đấy nhé. Thì tùy cái giao diện phần mềm của Windows thì phần mềm sẽ tự động nó chọn tiếng Việt hay là tiếng Anh. Thì nếu chúng ta muốn chuyển sang thì chúng ta sẽ chọn thôi. Ví dụ tôi muốn chọn tiếng Việt, tôi bấm chỗ này, tôi tìm chữ Vietnamese, nó sẽ sang đây. Đây Vietnamese là cuối cùng rồi này. Thì nó chuyển sang tiếng Anh, tôi chuyển sang tiếng Anh, tiếng Việt hết. Còn nếu bạn các bạn mà muốn cho nó là thành muốn cho nó trở thành tiếng tiếng Anh ra chuyển về tiếng Anh thôi nhé. Như vậy đây tôi vừa mới chọn là interface của chúng tôi là chọn là tiếng Việt đây, tiếng Việt nhé. Đấy. Rồi thì sau đó khi mà tôi thoát ra tôi khởi động lại thì nó sẽ thành tiếng Việt. Không có nút apply ở đây nhỉ, rồi. Và khi mà tôi chạy lại. Chọn tiếng Anh thôi. Dạ thầy chọn từ tiếng Việt sang tiếng Anh đi thầy, bọn em tìm cái chỗ đấy không thấy cái chỗ đấy. Đây chỗ đấy đấy. Bọn em vừa bấm. Bây giờ tôi chuyển sang tiếng Việt đã để cho ta xem. Bây giờ tôi chạy lại này. Để xem nó đã lạc lẻ tiếng Việt chưa thôi nhé. Đấy nó sang tiếng Việt rồi đấy. Tiếng Việt đấy nhé. À, các bạn vào cái chỗ lập biên soạn này. Đấy. Biên soạn nhé. Biên soạn, chúng ta đến chỗ đây là cấu hình nhé. Nhiều bạn. Thấy không nào? Biên soạn cấu hình được chưa? Sau đó chúng ta vào đây chúng ta sẽ chọn cái chỗ là giao diện. Công cụ. Là giao diện nhé. Và ngôn ngữ nhé. Đấy. Chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn là tiếng Anh. Chúng ta kéo lên trên, nó ở phía trên kìa, trên rất là cao ở phía trên nhé. Chúng ta là tiếng Anh đang là cái dòng đầu tiên thì phải nha, chúng ta kéo lên trên. Đây tiếng Anh này, có tiếng Anh nhé. Anh sau chúng ta thoát ra thôi, chúng ta bấm đóng lại này, sau chúng ta đóng lại, sau chúng ta chạy lại nó lại ra tiếng Anh thôi nhé. Đây tiếng Anh chưa đấy, các bạn đang nhìn rõ chưa nào nhé, đơn giản mà. Được rồi thì vâng thì là vâng. Ở chúng ta có lẽ là chúng ta nghỉ thôi nhỉ, đúng không? Có gì các bạn cần hỏi gì thêm thì các bạn sẽ gửi câu hỏi cho cô Thư nhé.
Cô Thư ơi, có cái hình có bài tiễn video nè. Đi. Sao? Dạ, có cái hình bãi biển này nó cũng hơi phức tạp, không biết cô Thư có thể hướng dẫn sơ cái hình bãi biển trang 85 được không ạ? Để tôi sẽ ép cô Thư vào cái nhóm mà tôi đang quản lý. Hình như thật là tôi là cô nhóm của tôi là chỉ muốn là chỉ hỗ trợ cái Python thôi, nhưng mà tôi sẽ ép Thư vào cái nhóm là Python cơ bản nhé, chỗ giáo viên và học sinh. Thì nếu bạn nào mà muốn muốn hỏi thì các bạn có thể đưa lên nhóm này, tôi cho bạn xem cái nhóm mà tôi đang tạo nhé. Các bạn sẽ join vào cái nhóm này nhé. Ai mà chưa có nhóm join, ai mà chưa join thì chưa thì thì join vào, ai join ai đã vào rồi thì thôi. Cái nhóm là Python cơ bản cho giáo viên và học sinh, thì tôi sẽ add cô Thư vào trong cái nhóm này, thì bạn nào mà cần hỏi gì thì chúng ta sẽ hỏi. Được không nhé? Được chưa? Để hoặc là thư có thể cho các bạn, cho các giáo viên cái em hòm thư của em như nào đó. Thì tôi biết là Thư là người là ít ít vào mạng lắm, Thư ít vào mạng, Thư ít vào Zalo, ít vào Facebook, cho nên là Thư là không gọi là không quan hệ rộng nhiều. Thì Thư có thể là gửi qua đây, là gửi qua đây Thư vào cái chỗ mà nhắn tin này. Nhắn tin này và Thư gửi cho mọi người cái email của Thư ở đây. Cái số điện thoại ở đây nhé. Đấy. Vâng ạ. Vâng. Thì em này sẽ làm cho các thầy cô cái email của Thư hay số điện thoại gì đó. Thế còn đối với cả cái bài bãi biển thì thôi để em nói sơ cho các thầy cô một chút. Đấy ạ. Để em phân tích qua qua. Cô sẽ thực ra là chúng ta cũng còn khá nhiều thời gian, cho nên là đến lúc mà dạy đến cái bài này thì chắc là các thầy cô cũng làm đám này nó cũng rất là ổn rồi. Thì đây ví dụ như là trong cái bài này em xin phép lại khoảng độ 5 phút nữa nhé. Được, em chia sẻ lại đi. Dạ, đây. Đây thì ví dụ như trong cái hình này chẳng hạn, thì nó sẽ có một số những cái thành phần mà các thầy cô sẽ phải lưu ý. Thứ nhất là ví dụ như đối với cái ô này chẳng hạn, cái ô này thì chúng ta nó sẽ kết hợp giữa việc là chúng ta sử dụng nhiều cái công cụ để mà nhiều cái phép toán cắt ghép để mà chúng ta vẽ từng cái phần nhỏ trong cái từng cái mảng màu một. Mỗi cái mảng màu chúng ta vẽ một nửa cái ô nhá, mỗi một nửa thì nó sẽ gồm ba cái hình ellipse mà đập đẹp đi, sau đó thì chúng ta sẽ duplicate nó lên và chúng ta sử dụng cái một cái chức năng này để chúng ta quay nó sang phía bên ngược lại. Thì đấy là đối với cái ô. Với cái hình sóng nước này này là chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều lần để mà chúng ta tạo nó ra, tạo ra cái mảng. Mỗi cái mảng đầu tiên mà chúng ta tạo sẽ là cái mảng cát vàng ở đằng trong. Xong sau đấy chúng ta duplicate nó lên một lần, dịch nó ra một chút, hơi chỉnh một chút. Rồi làm thêm một lần như thế, mỗi cái lần đằng sau thì chúng ta tô vào một màu thì nó sẽ ra được hai cái màu này. Đấy, thì với cái phần cây làm hoàn toàn tương tự như cái phần cát ở đây thì nó sẽ ra được cái màu như là chúng ta có. Đấy là cái nội dung của nó thôi. Đấy là cái điểm chính nhất trong cái bài này, thì nó sẽ khó nhất là ở cái bài cát. Thì các thầy cô chỉ cần chú ý cái điểm đấy thôi. Cái bài cát ấy là mình nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ vẽ cái hình đằng trong cùng trước, tức là cái hình bãi cát và vàng đằng trong cùng trước, bằng cách là vẽ một cái hình chữ nhật, sau đó là thêm cái vọng ở phía đằng giữa vào, hoặc là thực ra là vẽ bắt đầu từ cái điểm ở đằng dưới cùng, sau đó là vẽ một cái đường cong bằng công cụ pen đi lên đằng trên, rồi sau đó là vẽ thêm cái phía đằng ngoài này vào. Thì cái này thì chúng ta nó là sóng thôi mà, cho nên chúng ta cứ vẽ đi ra đi vào thôi, còn nó không phải là cần thiết là nó cứ nhất định phải có màu như thế này, là nó phải có hình dạng như này, hình nó hơi khác đi được sao hết. Sau đấy là chúng ta
duplicate nó lên một lần, chúng ta dịch nó ra phía ngoài để chúng ta có được cái màu đậm hơn ở phía đằng ngoài. Chúng ta duplicate nó lên một lần nữa, dịch nó ra phía đằng ngoài để chúng ta tô màu trắng để được cái đằng trong cùng. Thì cách làm là thế thôi. Thì các thầy cô cứ về nhà và làm hết mấy cái bài đằng trên, sau đó thì làm đến cái bài này ấy, thì mình nghĩ là lúc đấy nó cũng thạo tay hơn rất là nhiều. Lúc đấy là các thầy cô có thể liên lạc các thầy cô hỏi thêm. Nếu thầy cô nào mà chưa làm được thì có thể đến lúc đấy chúng ta có thể set up một cái nhóm để mà để mình hướng dẫn thêm cho cái bài cuối này. Cô còn hỏi gì nữa không ạ? Dạ, với cô nhờ cô Thư set up giùm nữa cô Thư. Dạ. Thì cái đấy thì cứ để đến lúc gần đến nơi đã. Chưa, mình nghĩ là chưa cần phải phải làm vội. Thôi chúng ta nghỉ, hôm nay chúng ta nghỉ nhé. Chắc là cần các bạn chắc có nhiều câu hỏi lắm thì biết rồi, chứ là hôm nay là cô Thư nói như vậy chắc chắn là tôi chưa các giáo viên là chưa thỏa mãn đâu, còn hỏi nhiều nữa nghĩ như vậy thì thầy ơi, em ý kiến là thầy với em là có tổ chức được một lớp mà học chi tiết, bọn em chưa học lần nào mà chưa tiếp xúc với phần mềm này ở những cái vùng sâu xa ấy, nên là nó khó lắm. Thế là hôm nào thầy mà cô Thư mà có thể tạo được điều kiện mở được một cái lớp ấy như ở thầy dạy Python ấy, bọn em học các bạn là bạn cô Thư nhé, không phải mình. Các bạn hỏi xem cô Thư đi, xem cô Thư có mở lớp không, như đây là cô Thư ơi, em nghĩ là cô Thư cũng nên mở một nhóm lớp nào đấy cho bọn em nhanh sáng cả. Và hôm nay cũng là hơi nhanh đấy, có những bạn là cũng chưa nắm được bài nào thôi. Hôm nay tôi cũng thấy là Thư làm hơi nhanh. Dạ vâng, thì đúng là cũng phải hơi nhanh một chút vì nó cũng có nhiều nội dung ấy. Thực ra là có thể ban đầu thì các thầy cô thấy nó sẽ hơi nhanh một chút và có thể mình làm nó chưa được chuẩn, nên các thầy cô cứ làm một thời gian thì mình nghĩ là nó sẽ dễ hơn nhiều. Như này nhé, nói thêm này các bạn này, bản thân tôi cũng có thể dạy được các bạn như là Thư, nhưng mà tôi chỉ kém hơn Thư là tôi không vẽ không đẹp bằng Thư thôi. Đấy, các lệnh của Thư, các lệnh nó tôi biết hết, nhưng mà tôi không phải là khả năng về gọi là hội họa tôi rất là kém, nhưng mà tôi sẽ vẽ không đẹp như Thư, nhưng mà về dạy những cơ bản là tôi có thể dạy được các bạn. Đấy, thì khi nào có điều kiện tôi sẽ mở lớp cho các bạn nhé, được không? Để cho yên tâm. Vâng, thấy nào có điều kiện thì mở lớp cho bọn em dạy chi tiết. Hiện nay cái nhu cầu mở lớp cho em rất là nhiều, vì hiện nay cái chương trình tin học mới chúng ta nó rất là mới, ở đâu mới cả phần nhất cấp 3 là hoàn toàn là mới hết, cho nên là giáo viên tin là cần rất nhiều cầu. Hiện nay yêu cầu vào học về Python cũng rất là nhiều luôn, rồi là đồ họa cũng rất là nhiều phần khác nữa, nên sang năm các bạn còn thấy còn nhiều nữa, sang năm còn đầy những cái kiến thức mới nữa cơ, cho nên các bạn phải chuẩn bị tinh thần là phải học rất là nhiều đấy. Thôi chúng ta nghỉ, bây chúng ta nghỉ ở đây nhé, thời gian cũng là hết rồi nhé. Ừ, chúng ta nghỉ nhé. Vâng, em chào. Dạ, cảm ơn chào thầy. Cảm ơn thầy. Chào các thầy cô ạ. Xin chào mọi người. Ừ.